xin chào các bạn thính giả đã đến kênh truyện đam mỹ tiểu muội hôm nay tiểu muội gửi đến các bạn bộ truyện chủ tịch nhận nhầm chim hoàng yến chương 11 mấy hôm nay ưng đồng trần rất bận không chỉ dạy tiếng anh cho hai lớp anh còn phải hướng dẫn ekip làm quen với hạng mục quốc khánh vào giờ giải lao hôm nay khi anh đang chuẩn bị bài giảng tiết sau trác từ cán sự tiếng anh đến nộp vở bài tập cho anh thầy ơi vở bài tập đủ hết hạ trác từ cười tít mắt ừm um. Ưng đồng trần ngẩng đầu lên, hình như trong lớp có vài bạn lười làm bài tập. Mấy em ấy cũng nộp à? Vâng, các bạn ấy kính trọng thầy nên nghe giam giáp. Trác Tử nở nụ cười vô tội. Đứa nào dám không nộp, nó sẽ dùng bạo lực chân áp. Vậy thì tốt. Ưng đồng trần mèn miệng cười với cô nhóc. Trác Tử, ô mờ quyến rũ quá. Tiết tự học tối nay sẽ kiểm tra unit. Ưng đồng trần lấy một chồng giấy thi, cười như gió xuân ấm áp. Đến tiết thì phát cho cả lớp. Trác Tử, ôm gờ, xin rút lại lời vừa rồi. Trác Tử ôm chồng giấy thi toan rời đi, lại nhìn bộ quần áo mà thầy ưng mặc, "Thầy ơi, sao thầy không thắt chiếc cà vạt em tặng?" "Xấu lắm ạ. À. Ưng Đồng Trần sờ cổ áo, cười đáp, "Cảm ơn món quà của em. Có điều nó đẹp quá, không hợp lên lớp." Trác Tử, "Vậy thầy có thích không?" Ưng Đồng Trần, "Có. Đợi có dịp quan trọng, thầy nhất định sẽ dùng." "Vâng, không chỉ lễ Tết, nếu thầy gặp ai quan trọng cũng có thể thắt nó." trác tử cười không thấy tổ quốc đâu em đã lén niệm chú lên cà vạt lúc thầy ưng thắt nó đảm bảo sẽ thuận buồm xuôi gió vận đào hoa nở rộ ưng ừ đồng trần cũng cười mong được như em nói thanh xuân thật tuyệt hàng ngày trò chuyện với những đứa nhỏ này anh cảm thấy tâm hồn mình cũng trẻ ra chẳng trách ông chú luôn dành cho nghề giáo những lời ca ngợi tốt đẹp nhất hiếm khi cuối tuần được nghỉ mạnh công bèn rủ anh leo núi nhân tạo đồng hành với họ còn có chân minh hâm dạo này hai người dính nhau như sam nhỉ? ưng đồng trần ghẹo trần minh hâm xấu hổ cười trừ. anh mạnh lợi hại lắm. em theo anh ấy tập thể hình nên có hẳn cơ bắp nè. tuy rằng thỉnh thoảng mình mẩy hơi đau nhức. mạnh công ngoác miệng cười, vỗ vai cậu. em tăng thời gian khởi động lên, đừng tập gắng sức quá. vâng ạ, à, trần minh hâm đáp, lập tức giơ cao chân một cách dễ ợt, biểu diễn động tác đứng nắm ngón chân. mạnh công chú em đỉnh thế, ưng đồng trần vì là ngày nghỉ nên rất đông người đến câu lạc bộ, xếp hàng một lúc mới đến lượt họ. Đây là lần đầu tiên chân Minh Hâm trải nghiệm trò chơi này. Cậu hơi tốn thời gian đeo thiết bị bảo hộ, kế tiếp nghe huấn luyện viên giảng giải những điều đáng chú ý, lúc ngẩng đầu thì chỉ thấy bóng lưng hai người kia. Chân Minh Hâm hùng hục mới leo được đến đỉnh, cảm giác chân tay rụng rời. Sau khi được thả xuống, cậu nằm sóng xoài trên trên đất như cọng dưa muối bị nhũn, cả người bốc lên mùi mồ hôi vừa chua vừa khú. Nếu người đại diện mới nhìn thấy cậu trong tình trạng này, nhất định chị ấy sẽ chụp ảnh đăng lên ca khịa cậu. Đừng nằm, đứng dậy đi lại chút, mảnh công lại gần, duỗi tay về phía cậu. Trần Minh Hâm viện tay mảnh công mà đứng dậy, mềm hoạt dựa vào người anh chàng như thể bị rút hết xương, hai anh giỏi ghê, thậm chí chả thèm thở dốc. Mà anh ưng đâu? Leo tiếp lần hai rồi. Gì cơ, Trần Minh Hâm ngửa cổ, lập tức tìm được ưng đồng trần nổi bần bật giữa đám đông. Anh đã leo được một nửa ngọn núi nhân tạo, còn vươn tay giúp đỡ những người xung quanh. Nòm anh ưng gầy tong teo, không ngờ lại khỏe đến vậy. Trần Minh Hâm suýt xoa. Tất nhiên, cậu ấy còn nhiều cái đỉnh lắm, đặc biệt là đánh nhau. Mạnh Công đưa mắt nhìn, ra vẻ bí hiểm nói, ngày xưa cậu ấy một mình chọi ba đứa khoa thể dục tụi anh, ba thằng to con mà không hạ được cậu ấy. Đánh một phát nổi tiếng toàn trường luôn. Thật á? Trần Minh Hâm ngẫm lại vóc dáng gầy gò, yếu ớt của mình mà tự ti, tại sao anh ấy đánh nhau với sinh viên khoa thể dục? Mạnh công thở dài ngồi xuống ghế, hồi tưởng lại những năm tháng thanh xuân rực rỡ, nói ra dài dòng lắm. Đó là quãng thời gian đầy trông gai chắc trở, tụi anh còn trẻ người non giả, đặt hết niềm tin vào cuộc sống, khát khao được. Trần Minh Hâm, nói trọng điểm, Mạnh công, ba thằng chó đấy chửi ưng đồng Trần là đồ eo là. Cái loại xạo chó, đám đánh, Trần Minh Hâm phẫn nộ lên án, chỉ hơi gầy tí mà dám chửi là eo là. Cậu cũng từng trải qua những chuyện tương tự, lúc ngẩng đầu nhìn về phía ưng đồng trần, ánh mắt cậu đong đầy kính nể và sùng bái, kể từ hôm nay, anh ưng chính là anh ruột khác cha khác mẹ của em. Sau đó thì sao, Trần Minh hâm hào hứng hỏi, sau đó cả khoa anh đều biết khoa ngoại ngữ có một người rất trâu bò. Thế là, giới thiệu anh cho cậu ấy. Hứ, Trần Minh hâm kinh ngạc nhìn mạnh công, nghĩa là hai anh từng hẹn hò. Có hẹn hò gì đâu, mạnh công hết sức tiếc nuối. Ánh mắt trông về xa xăm, tựa như quay về những tháng ngày trông gai chắc chờ đó. Hồi đó Mạnh Công không hề giấu giếm xu hướng tính dục. Anh chàng cực lực ám chỉ với bạn bè rằng mình đã vào, mùa sinh sản, hệt như động vật đương độ xuân về. Chẳng mấy chốc, Lữ Tông thầy chỉ khóa trên của khoa ngoại ngữ lén tìm Mạnh Công, giới thiệu cho Mạnh Công một chàng trai bảnh bao, hỏi anh chàng có muốn gặp gỡ không. Nghe tên xong Mạnh Công ngớ người, đây chẳng phải là cái tên lừng lẫy khắp khoa thể dục sao. Quả là tuyệt vời, nghe đồn còn ngầu lắm. Mạnh công ôm trái tim thiếu nam đến quán cà phê đã hẹn. Nhưng anh chàng nào dám hy vọng nhiều, cứ chắc mầm hot boy khoa ngoại ngữ chẳng thèm đến đâu. Chẳng qua mình đến uống thử cà phê quán này thôi, có điều đang uống thì một thanh niên điển trai ngồi xuống đối diện mạnh công. Anh chàng suýt nữa theo chân các cụ vì bị sạc cà phê. Đối phương mặc quần áo chỉnh chu, ánh nắng ôm trọn lấy dáng hình thanh niên, gọng kính loang loáng càng tôn lên đôi mắt sáng người tinh anh. Vẻ mặt thanh niên hờ hững, khóe miệng còn vết bầm tím chưa tan hết vừa cấm dục vừa giang hồ đó là ấn tượng đầu tiên mà ưng đồng trần để lại trong lòng mạnh công xin chào cậu là đúng vậy tôi là mạnh công mạnh công phấn khởi đáp ưng đồng trần vừa quan sát vừa nói đúng là rất mạnh mẽ mạnh công thẹn thùng cười cậu cũng đẹp trai lắm rồi sao nữa sao nữa trần minh hâm hóng hớt gặng hỏi các anh yêu từ cái nhìn đầu tiên không đến tận bây giờ mạnh công vẫn nhớ như in vẻ mặt ưng đồng trần lúc nói câu đó chị khóa trên bảo khoa thể dục có một mãnh công tôi thật tò mò chẳng hay là kiểu mãnh công nào vừa nói ưng đồng trần vừa tháo kính đặt xuống bàn nói đi thích đánh đấm như nào muốn đánh ở đây sao mãnh công có nhiều nghĩa với chuyện này thì có hai nghĩa thứ nhất là mấy anh chàng to con uýnh giỏi lực công kích cao thứ hai là chỉ mấy anh công lực lưỡng cơ bắp đồng thời cũng đọc gần giống mạnh công mình xin phép giữ nguyên vì chơi chữ và nó liên quan đến tên WeChat của Mạnh Công. Trần Minh Hâm sừng sốt một lúc mới cười phá lên, tóm lại anh ưng đinh ninh rằng anh tự xưng là mãnh Công, muốn hẹn đánh nhau hả? Ờ, Mạnh Công uống ngụm nước, dạo đó có không ít sinh viên khoa thể dục quấy dày cậu ấy, đòi báo thù các thứ. Chắc cậu ấy đoán anh cũng đến gây hấn. Trần Minh Hâm cười ná thở, đành ngửa cổ cười cho thỏa thích. Lúc sau cậu đột ngột ngậm miệng, hoảng hốt quay sang nhìn Mạnh Công, anh không phải mãnh Công thật hả? mạnh công, mạnh công, không phải, cũng tại ngoại hình cường tráng mà mình độc thân đến giờ, khổ lắm chứ bộ. Đáng lẽ ông bạn trí cốt ưng đồng trần cũng độc thân vì vẻ ngoài cấm dục và nam tính. Nhưng giờ ngay cả ưng đồng trần cũng có bạn giường rồi mà mình vẫn ế lòi. Hiu hiu, Trần Minh Hâm nghe xong mắt chữ O mồm chữ A. Trên đỉnh núi, ưng đồng trần ngó xuống nhìn thì thấy hai người ngồi tít trong góc. Lục đến gần họ, đập vào mắt anh là cảnh mạnh công ôm eo Trần Minh Hâm khóc hu hu, cánh tay anh chàng to ngang ngửa bắp chân chân minh hâm. Còn chân minh hâm chẳng bận tâm điều đó, vỗ lưng an ủi mạnh công. Ưng đồng trần, ưng đồng trần quay người rời đi, làm bộ không quen hai người kia. Đồng trần, mạnh công gọi anh, giọng to đến mức những ai trong bán kính 5 mét đều ngoái lại nhìn. Ưng đồng trần điếc có chọn lọc, đi thẳng. Ưng đồng trần, ông đứng lại cho tôi. Mạnh công nghẹn ngào cất tiếng gọi. Ánh mắt mọi người nhìn ưng đồng trần bắt đầu thay đổi giống như nhìn thằng đàn ông khốn nạn ruồng bỏ bạn bè. Ưng đồng trần đành quay lại, đưa hộp khăn giấy trên bàn cho Mạnh Công, làm sao? Trần Minh Hâm, đây là một câu chuyện buồn, Mạnh Công lau nước mắt, không có gì, chỉ là tôi nhớ lại quãng thời gian trông gai chắc trở của chúng ta. Ưng đồng trần nhìn Trần Minh Hâm, cậu ấy kể cuộc gặp mặt của tụi anh à? Vâng, Trần Minh Hâm hỏi người trong cuộc thứ hai, anh ưng ơi, sao anh biết anh Mạnh không phải là kiểu mãnh công kia? À, thì giống như bây giờ đấy. Ưng đồng trần chỉ bộ dạng mảnh công, lúc ấy quán cà phê đang chiếu phim Hàn Quốc, lúc anh đến, cậu ấy vừa xem phim vừa khóc sướt mướt. Trần Minh Hâm lại mắt chữ O mồm chữ A, sau khi ăn cơm tiệm, cả ba ai về nhà nấy. Ưng đồng trần đậu xe xong thấy hiệu sách cảnh tòa trung cư, bèn đi vào. Anh nấn ná ở khu sách tham khảo thật lâu, rốt cuộc mua một quyển khá chất lượng. Lúc thanh toán, tầm nhìn dừng lại, anh chỉ quyển sách đằng sau ông chủ, cháu mua cả quyển kia nữa ông chủ quay lại lấy sách hướng dẫn nấu ăn, tính tiền cả thảy. Về nhà ngồi trước bàn làm việc, anh mở sổ tay hướng dẫn nấu ăn ra đọc được 2 phút. Dẹp, sách tham khảo vẫn hay hơn, anh đọc một lượt để xác nhận sách có bổ ích hay không, sau đó mới chụp vài tấm gửi vào nhóm chất phụ huynh, khuyến khích họ mua. Nhóm chat bỗng nhiên sôi nổi hẳn, mua, nhất định phải mua, con tôi chỉ giỏi cắm mặt chơi game. Vừa về nhà con gái đã khen tiết học của thầy ưng. Cách giảng không chỉ cặn kẽ, Xúc tích mà còn hết sức thú vị nữa Cảm ơn thầy ưng Con gái tôi cũng khen nức nở Tôi vốn đang lo con mới lên cấp 3 sợ không quen Thằng cô nhà tôi khoe bài kiểm tra unit nó được điểm cao hơn bài thi khảo sát những 20 điểm Ưng đồng trần trả lời từng phụ huynh một cách khiêm tốn lễ độ Đồng thời khen ngợi các học trò Bầu không khí hết sức vui vẻ hòa thuận Đúng lúc này đột nhiên có âm thanh lạc quẻ vang lên Phụ huynh chắc tử hai hôm sau tôi về nước tắm rửa sạch sẽ đến khách sạn chờ tôi. Phụ huynh chắc tử đã thu hồi một tin nhắn, các phụ huynh khác, thật kích thích, thật bất ngờ, thật giật gân, cha chắc thật đáng nể. Ưng đồng trần, bản thân phụ huynh chắc tử, phụ huynh chắc tử đập tay mình như phát rồ. Thậm chí muốn tự móc mắt, may thay hắn nhịn được. Vật vã mãi mới kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, chắc thù nằm trong khách sạn xa hoa trống trải, bỗng nhiên thấy lẻ loi cô quạnh, cần người ủ ấm giường. Một khi nếm được trái ngọt, thật khó để quay về cuộc sống của nhà sư khổ hạnh khi xưa hắn mở điện thoại di động định bụng đánh tiếng với ương đồng trần ai rè hắn chập mạch nhìn không tin nhắn thấy hai chữ thầy ưng chẳng thèm nghĩ nhiều gửi tin nhắn luôn đề phòng còn nhầm nữa hắn vẫn nên sửa biệt danh thầy ưng thành giáo viên chủ nhiệm ngay lúc này giáo viên chủ nhiệm gửi tin nhắn riêng cho hắn thầy ưng bác là cha chắc phải không xin hỏi lúc nào bác về nước có thời gian rảnh không tôi muốn đến chơi và thăm hỏi gia đình. Trác thù được mặt ra, ánh mắt sáng rực. Phải rồi, hắn đang mượn danh nghĩa cha mà. Thế thì cứ đổ vỏ cho cha. Phụ huynh trác tử, ngại quá, không rảnh, không chơi. Phụ huynh trác tử, ờm, ừ, ý tôi là không chơi bời hỏi thăm gì hết. Ưng ừ, đồng trần, tôi vốn không hề nghĩ nhiều. mười 12 vào tiết chào cờ hôm thứ hai, các thầy cô chủ nhiệm phải đứng trước lớp mà họ phụ trách. Đồng phục học sinh được thiết kế theo kiểu âu phục váy ngắn và quần sót các cậu ấm cô chiêu khoác trên mình những bộ cánh đẹp đẽ, có điều chúng chẳng chịu nghiêm túc xếp hàng. Đa số các lớp đều nhốn nháo siêu vẹo, học sinh túm tụng nói chuyện phiếm. Duy chỉ có lớp 10A2 là ngay hàng thẳng lối. Dõi mắt nhìn lại, hóa ra thầy chủ nhiệm lớp đó đứng ngay đằng trước, dáng người anh mảnh khảnh cao giáo, làm tấm gương mẫu mực cho học sinh noi theo. Trịnh thực nam gión rén nhích từ lớp 10A1 đến bên cạnh anh, thì thầm, hướng 9 giờ là cô giáo sinh học mới chuyển tới, thay cho giáo viên cũng nghỉ hưu. Cậu thấy có sinh không? Ưng Đồng Trần nhìn thẳng tắp, sinh. Trịnh Thực Nam, tôi định mời cô ấy một bữa. Ưng Đồng Trần liếc Trịnh Thực Nam bằng ánh mắt cổ vũ, ý hay đấy. Anh định mời cô ấy ăn gì? Ăn sáng, Ưng Đồng Trần, Ưng Đồng Trần, chúc anh may mắn. Cảm ơn người anh em. Nhân lúc các thầy cô khác còn chào cờ, tôi chuồn đến căng tin gọi món trước. Lát nữa cậu dẫn cô ấy đến nhé. Trước khi đi, Trịnh Thực Nam còn ngượng ngùng nở nụ cười, Tôi muốn dành cho cô ấy một bất ngờ. Được, kết thúc tiết chào cờ, thầy cho cả trường ùa đến căng tin. Ưng Đồng Trần cất bước đến chỗ cô giáo sinh học trẻ trung sinh đẹp kia. Xin chào, anh là Ưng Đồng Trần. Cô giáo sinh học vừa mừng rỡ vừa ngỡ ngàng, e thẹn nhìn anh, em biết hạ, à, hâm mộ anh đã lâu. Anh cứ gọi em Sanh Vu là được. Ưng Đồng Trần khách sáo cười đáp lại, vậy được. Sanh Vu, em có muốn ăn sáng không? Dạ, Sanh Vu gật đầu đồng ý, vén lọn tóc mai ra sau tai cùng đi nhé, ưng đồng trần sóng vai đi cùng cô, em biết thầy trịnh lớp 10A10. Xanh vu, em không biết, em mới đến dậy từ tuần trước, chưa biết hết mặt mọi người. Đợi lát nữa anh giới thiệu cho em làm quen, anh ấy là một giáo viên toán rất yêu nghề. Thầy ơi, bỗng dưng gần đó truyền đến tiếng cười đùa, chắc từ và mấy nữ sinh khác nháy mắt ra hiệu với anh, thầy ưng fighting. Ưng đồng trần, nữ sinh, thầy ưng đẹp trai nhất, thầy ưng cố lên. Ưng đồng trần trác tử mập mờ nhìn sanh vu như thể mẹ già nhìn con dâu cười tâu phét thầy ưng thích mẫu con gái như nào ưng ừ đồng trần thầy thích nữ thần tự do được rồi các em mau đi ăn sáng đi à còn nữa trác tử tiếp thể dục em đến văn phòng gặp thầy thầy có chuyện muốn hỏi em trác tử yes sir đợi mấy nữ sinh kéo nhau đi hết sanh vu mới cười nói anh thân với các trò thiệt đó vậy ư thật ra ưng đồng trần chẳng có mẹo nào để giao tiếp với học sinh chỉ nghiêm túc hoàn thành công việc một cách tốt nhất có thể. Anh cũng không cố tình thân thiết với học sinh quá mức, miễn phát sinh thêm rắc rối. Về vấn đề này, anh tự tin kinh nghiệm đầy mình. Căng tin nhân viên ở ngay đối diện với căng tin học sinh, lúc cả hai đến nơi đã có người xếp hàng lấy bữa sáng từ trước. Đồng trần, ở đây này, trịnh thực nam chọn bàn ở chính giữa căng tin, vẫy tay với họ. Chúng ta qua bên kia nhé, thầy trịnh đã gọi món hết rồi. Ưng ừ, đồng trần dẫn cô về phía đó, tự nhủ sẽ cầm bữa sáng của mình đi ngay, không quấy giày trịnh thực nam tán gái. Nhưng nào có ngờ, đồng trần, cậu đi đâu? Trịnh thực nam cắn bánh bao, sao mới đến mà đã đi rồi? Chú em không nề mặt anh đây hả? Ưng đồng trần lén nháy mắt về phía xanh vu. Hở, trịnh thực nam bẽn lẽn nhìn xanh vu rồi hỏi anh, cậu ngại ngồi gần em ấy á? Không sao, lại đây ngồi với anh nè. Ưng đồng trần, đồ đần, ưng đồng trần đành ngồi cạnh trịnh thực nam. Trịnh thực nam thẹn thùng gắp cho xanh vu một chiếc bánh bao thịt nóng hôi hổi, sau đó cho ho he thêm tiếng nào, quay sang gắp thức ăn cho ưng đồng trần, nào là bánh bao, nào là sữa đậu nành, nào là sandwich, nào là trứng gà. Đậu má rốt cuộc ông trịnh này tán ai vậy? Ưng ừ đồng trần không chịu nổi nữa, bèn huyết chân trịnh thực nam dưới bàn. Trịnh thực nam sợ hú hồn, vô thức nhấc chân đạp một phát vào đùi xanh vu. Trịnh thực nam, xanh vu, ưng đồng trần đỡ chán. Đến tiết thể dục, trong văn phòng chỉ còn lác đác vài thầy cô. Thưa thầy, Trác Tử đứng ở cửa ới một tiếng rồi lon ton chạy đến chỗ Ưng Đồng Trần, "Mr. Ing, em đây ạ, à? thầy tìm em có việc gì?" "Chẳng lẽ lại có bài kiểm tra unit nữa sao?" "Đâu có." Ưng Đồng Trần ngẩng mặt lên khỏi giáo án, "Ngày mai nhé, mai mới kiểm tra tiếp." Hức, Ưng Đồng Trần xoay ghế đối diện với Trác Tử, nhìn cô nhóc cười vô tư mà không biết nên mở miệng như nào. Trác Tử bị anh nhìn một hồi bưng mặt thỏ thẻ, em mạnh dạn hỏi thầy, em có sinh không? Ai, học sinh hồn nhiên đáng yêu bao nhiêu, anh càng xót xa bấy nhiêu. trác tử, chuyện là thế này, mấy hôm nay thầy định tổ chức thăm hỏi gia đình học sinh nên muốn tìm hiểu trước. Ưng ừ, đồng trần lựa lời, em có thể kể một chút về phụ huynh nhà em được không? Thầy muốn đến nhà em á? trác tử hớn hở nhìn anh, thầy định đến lúc nào? Để em về nhà mở party hoan nghênh thầy. Không cần rình rang vậy đâu. Ưng đồng trần xua tay, thầy chỉ cần nắm sơ qua tình hình thôi. Nhà em có mấy người? Trác tử đáp, nhà em có bốn người, cha mẹ em, em và một lão già mất nết nữa. Ưng đồng trần, Trác tử là anh trai em à? Ưng đồng trần ngập ngừng hỏi tiếp, vậy cha mẹ em bận rộn không? Trác tử thưa, không hề, cha mẹ giao hết công việc cho anh em. Anh trai em khá bận, cả tháng trời chẳng thấy tâm hơi đâu. Có điều nhờ anh ấy gánh vác nên nhà em ngày càng khá giả hơn xem ra anh chắc là người đáng tin cậy. Ưng ừ đồng trần giả vờ lơ đãng hỏi, thế dạo này cha em có bận việc gì không? Cha em ra nước ngoài du lịch rồi, ngay cả hôm khai giảng cũng không chịu về. Trác tử lên án, còn mẹ em, mẹ em đi cùng cha, cả hai xuất ngoại rong chơi không biết đường về. Ưng ừ đồng trần, ai, chừng nào thì họ về nước? Sắp rồi à, Trác tử trả lời, sắp, trùng khớp với tin nhắn gửi vào nhóm chat tối qua. Ở nước ngoài sắp về, vừa về đã hẹn người ta đến khách sạn lại chắc chắn không phải mẹ trác tử giới thượng lưu thật dơ dáy im lặng một lát ưng đồng trần gật đầu ừm thầy đã biết đại khái tình hình nhà em khi nào cha mẹ về em hãy hỏi ý kiến gia đình xem thầy ghé nhà thăm hỏi có được không nhé vâng thầy nhất định phải đến chơi nha thầy có ghét món nào không để em dặn gì giúp việc trác tử cười tít mắt hỏi không em chăm chỉ học hành là món quà ý nghĩa nhất dành cho thầy cô Ồ thầy trả lời như ban chính phủ ấy trác tử tặc lưỡi hạ giọng hôm trước em thấy thầy mặc áo may ô ăn sáng ở quán mì đối diện trường lúc đó non thầy ăn ngon lành lắm e hèm trác tử cười hí hí định quay về lớp chờ chút ưng đồng trần gọi cô nhóc lại trác tử thắc mắc quay đầu lại anh lưỡng lự Lưỡ nói nếu nếu có chuyện buồn lòng em có thể tìm thầy hoặc các thầy cô khác tâm sự dạ trác tử giơ tay chào kiểu quân đội thầy tốt quá còn có còn gì ạ à? ưng đồng trần hắng giọng chuyện thầy mặc áo may ô chạy bộ buổi sáng và ăn mì thầy yên tâm em sẽ giấu chuyện đó tận đáy lòng tuyệt đối không tiết lộ với ai hí hí ưng đồng trần trác tử vừa rời đi phó lữ lập tức kéo ghế đến ngồi cạnh anh cười gian thầy ưng em cũng muốn coi anh mặc áo may ô như nào ưng đồng trần phó lữ em bảo anh nè anh thử so tủ quần áo nhà mình với các thầy cô khác của tổ tiếng anh đi anh xem tụi em ai chẳng trưng diện đến trường còn anh giống như chủ kho bán xỉ áo sơ mi nếu không nhờ gương mặt này anh nghĩ anh có thể đứng đầu bảng xếp hạng nhan sắc giáo viên hả ưng ừ, đồng trần quá khen em không khen anh phó lữ tò mò nhìn anh từ đầu đến chân có một vấn đề làm em băn khoăn bao lâu nay em rất muốn biết tại sao ngày nào anh cũng mặc áo sơ mi hình như toàn áo dài tay nữa nhở mùa hè anh không thấy nóng à nóng chứ còn rất đơn điệu nữa nhưng anh chẳng còn cách nào khác ban đầu ép bản thân phải mặc mặc nhiều đâm ra quen. Sơ mi quần Âu thật tuyệt biết bao, đi đâu cũng mặc được, không bao giờ lỗi thời, cũng chẳng hoa hòe hoa sói. Vì rẻ, ưng đồng trần đáp, rẻ cỡ nào, em không biết hả, ưng đồng trần nghiêm giọng áo sơ mi chỉ có 9 bảng 15 xu. Phó Lữ, sao 9 bảng 15 xu anh vào khoảng gần 300.000 đồng Việt Nam, khoảng hơn 80 nhân dân tệ Trung Quốc. Thoát cai đã đến thứ sáu, ưng đồng trần dậy xong tiết cuối cùng, một tuần làm việc lại kết thúc cơ mà sẽ gặp chuyện khó khăn hơn. Anh đến căng tin mua cơm tối mang về, vừa ăn vừa đọc tài liệu về ca, VF để giới thiệu cho đối tác, loa bluetooth còn phát bài nghe tiếng Anh. Anh mải mê đọc đến nỗi quên ăn, còn thừa hẳn nửa suất cơm. Làm việc đến hơn 10 giờ tối, ưng đồng Trần đứng dậy vươn vai, ra khỏi thư phòng rót nước uống. Lúc đi ngang qua phòng khách, anh khượng lại nhìn ghế sofa. Chẳng hiểu sao cảnh tượng say xỉn ngày ấy lại hiện lên trong tâm trí. Hôm đó Mạnh Công đưa anh và Trác Thù về nhà rồi đi ngay, hắn nằm vật xuống ghế, ôm chặt anh không chịu buông. Tiếc rằng sofa không chứa nổi hai người đàn ông trưởng thành, anh bèn đập hắn một trận, bấy giờ mới chịu nằm yên. Nhớ đến đó, khóe miệng anh khẽ cong lên, đã lâu rồi chưa gặp hắn. Ngày mai là cuối tuần, quả là một dịp thiên thời địa lợi, liệu nhân có hòa hay không? Anh mở danh bạ, nhìn số điện thoại được ghi chú là hợp tác bền vững, sửa nó thành tên Trác Thù rồi ấn gọi bên kia không bắt máy. Anh đặt điện thoại xuống đi rót nước, vừa uống xong thì điện thoại đổ chuông. Đúng như anh đoán, là chắc thù gọi lại, âm thanh hơi khàn, giọng hắn lộ rõ sự mỏi mệt, có chuyện gì. Khách sạn, anh đi không? Chắc thù, đi cái cục cớt. Hắn xuất ngoại công tác gần một tuần, cả tuần chẳng hỏi han động viên lấy một câu. Vừa về nhà nằm ngủ một lúc, định bụng nghỉ ngơi cho đỡ lệch múi giờ, vậy mà lại bị người vô tâm này đánh thức, mở miệng đòi đi khách sạn vắt kiệt hắn còn coi hắn là người nữa không? Bé cưng coi hắn là món đồ chơi thì có. Chác thù từ chối, không? Ưng đồng trần thở dài, tiếc nhỉ, tôi vừa học được tư thế mới. Vậy anh nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Ba phút sau, chác thù mở tròn mắt, lạnh lùng gọi lại, hùng hồn ra lệnh bốc đôn, không gặp không về. mười 13 sau khi cúp điện thoại, ưng đồng trần về phòng thay bộ quần áo khác, chợt liếc qua chiếc gương bên cạnh mà sững sờ. Không biết nụ cười nở rộ bên môi anh tự khi nào, khóe miệng chẳng thể kìm được độ cong dạng dỡ. Anh nghiêm nét mặt nén cười, cô mím môi thành đường thẳng nhưng lát sau vẫn không nhịn được mà cong lên. Mặc quần áo chỉnh tề xong, anh thấy vẫn không ổn. Lần nào gặp nhau cũng là áo sơ mi, liệu có khô khan quá không nhỉ? Anh đưa mắt nhìn bộ quần áo chắc thù mua cho mình lần trước, suy nghĩ vừa nảy lên trong đầu lập tức bị bác bỏ. Không được không được, trước nay anh vẫn mặc sơ mi, hôm nay lại diện bộ quần áo mà đối phương mua cho, e là tận lực quá anh toàn quay đi, lại tình cờ thấy chiếc cà vạt chắc từ tặng. Vẫn là căn phòng 2808, anh đứng ngoài cửa ấn chuông, bên trong vọng ra tiếng bước chân. Tựa như quay về ngày đầu tiên hai người gặp gỡ, người đàn ông mở cửa phòng, vẫn là tấm áo tròn tắm ấy, vẫn là câu nói ấy, đi tắm đi. Ưng đồng trần gật đầu, quen cửa quen nẻo mà vào. Lúc tháo cà vạt, anh nhận ra ánh mắt chắc thù như có điều muốn nói. Sao vậy, chắc thù chỉ cà vạt, đẹp đấy. Ưng đồng trần đáp, cảm ơn, tôi được người ta tặng. Tôi cũng có một chiếc, chắc thù ngáp ngắn ngáp dài rồi lăn ra giường, nhưng bị người khác lấy mất. Ai mà lại lấy cả vạt, ưng đồng trần cởi quần áo vào phòng tắm. Bên ngoài không ai trả lời, tắm gội sấy tóc xong, ưng đồng trần bước ra khỏi phòng tắm đến bên giường. Người kia đã chìm vào giấc ngủ, quần thâm xanh đen nặng trĩu hai bên mắt, ngay cả cọng tóc cũng thấm đượm nét u rũ héo hon. Anh vén chăn nằm xuống, dém chăn cho đối phương, có lẽ động tác mạnh quá làm hắn tỉnh. Trác thù thò tay ôm eo anh, kéo anh lại gần hơn, chẳng buồn mở mắt hôm nay không làm. Ưng đồng trần, ừ, một tiếng, ngủ đi, tuy điều hòa trình nhiệt độ hơi thấp, nhưng trong ổ chăn lại vô cùng ấm áp. Đêm nay Trác thù ngủ cực kỳ ngon giấc, tựa như hết thầy mệt nhọc tan biến vào cơn mơ, đến lúc tỉnh dậy lại là một hảo hán. Ngoài trời sáng choang, ánh dương vàng óng len qua mảnh rèm cửa trải dài trên sàn nhà. Trác thù chậm chậm mở mắt ra, rụi mắt xong mới thấy rõ người nằm trong lòng mình. Chắc thù, tại sao hắn lại ôm người khác mà ngủ, còn ôm khư khư như này. Không những cánh tay tê dần mà cả người cũng tê cứng. Ký ức ùa về chiếu lại khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngủ, ưng đồng chân dịu dàng nhìn hắn, nét cười ấm áp trong đôi mắt kia như gột sạch mọi phong trần vương trên vai. Vậy có nghĩa là đối phương quyến rũ hắn trước, như này, ai mà cầm lòng được ha? Đương khi hắn tấm tắc khen bé cưng thật chuyên nghiệp, Hàng Mi ưng đồng Trần khẽ rung rinh rồi bừng tỉnh. Trác Thù nhắm tịt mắt lại, lát sau có bóng dâm che phủ trước mặt hắn, phải chăng bước tiếp theo sẽ là nụ hôn chào buổi sáng? Trác Thù kinh ngạc mở mắt, nhưng chỉ bắt gặp đôi mắt đầy áp ý cười của đối phương. Ưng ừ Đồng Trần hỏi bằng giọng cợt nhả, giả vờ ngủ. "Làm gì có?" Trác Thù rời tầm mắt về phía khác, ưng ừ đồng Trần không hỏi vặn nữa, chờ mình tỉnh rồi thì ngồi dậy đi. Trác Thù sụ mặt, "Không đấy." Ưng đồng trần bật cười, anh lớn như này mà còn ngủ nướng à. Lần này chắc thù quay hẳn mặt sang bên, lúc sau nghe thấy tiếng bật cười đầy vui vẻ của ưng đồng trần. Cảm thấy mình bị bé cưng đùa cợt, chắc thù tức tối lườm người ta, ai rẻ đối phương ôm bụng cười ngặt nghẽo hơn. Anh biết con cọp giấy không? Anh giống hệt nó đó. Ưng đồng trần cười không khép được miệng. Đúng là coi trời bằng vung, cần phải cho bé cưng biết thế nào là cọp thứ thiệt. Chắc thù chờ mình nhổm dậy, cánh tay ôm eo bé cưng càng siết chặt hơn, cất giọng khàn khàn, em bảo ai là cọp giấy. Tôi tự nói chính mình, là chính mình được chưa? Ưng đồng trần cười càng khoái chí hơn. Ồ, vậy cọp giấy kêu như nào? trác thù tách chân ưng đồng trần ra, hứng thú hỏi. Ưng đồng trần khép hờ mắt, đoán được việc sắp xảy ra, bèn quấn lấy eo hắn, tủm tỉm cười, meo. Trác thù, thật không cầm lòng được mà, đang hưng phấn bừng bừng thì điện thoại bàn đổ chuông, Trác thù vã mồ hôi đầm đìa, thò tay tắt luôn, ấy nhưng điện thoại lại gieo tiếp. Alo, cuộc vui bị quấy dày khiến Trác thù cộc cần sẵn giọng Chào anh, xin hỏi anh có muốn thuê phòng tiếp không? Trác thù nhìn ưng đồng trần bị cà vặt bịt mắt, tìm nén dục vọng nhộn nhạo muốn bùng cháy, đanh giọng trả lời có. Cuộc gọi vừa ngắt kết nối, hắn lập tức thúc vào, tư thế mới. Hửm, ưng đồng trần hé miệng toan trả lời, nhưng âm thanh bật ra lúc trầm bổng khi ngắt quãng, đến nỗi không thể nói tròn vành rõ chữ lần mây mưa này khá lâu, sau khi làm ba lần, ưng đồng trần thật sự biến thành con cọp giấy chỉ biết đỏ mắt xin tha. Chẳng sợ học sinh cá biệt lười nhác, chỉ sợ học sinh cá biệt hiếu học quấn lấy thầy không tha. Đánh không được mắng chẳng xong, thầy đành tiếp tục thực thi chính sách khích lệ học sinh. Anh cảm thấy cứ thế này thì chẳng mấy chốc trác thù sẽ từ học sinh cá biệt tiến bộ thành học sinh giỏi mất. Tắm rửa xong, cả hai lại đánh thêm giấc nữa. Khi tỉnh dậy bầu trời đã nhúm màu hoàng hôn, ưng đồng trần xoa năn eo, cơn đau âm ỉ dai dẳng mãi không chịu dứt, cảm giác như cơ thể không còn là của mình nữa. Thấy anh như vậy, kẻ đầu sò tự hào vênh mặt lên tận trời. Ưng đồng trần quay lưng, chẳng muốn nhìn bản mặt đáng ghét ấy thêm một giây nào. Anh mở WeChat, không có tin nhắn quan trọng, chẳng buồn ngoảnh lại, gửi cho tôi mã QR đi, tôi chuyển cho anh một nửa tiền phòng. Chác thù, chác thù, em đừng khách sáo với tôi. Ưng đồng trần nghe mà hoang mang, quay người đối diện với bản mặt đáng ghét kia, ai khách sáo được rồi được rồi tôi mới là người so đo mấy đồng bạc được chưa trung quy là muốn gợi lòng thương hại của tôi chứ gì trác thù tự tin mình đi guốc trong bụng bé cưng tôi là khách vip của khách sạn nếu em đến đây cứ báo tên tôi rồi vào phòng này chờ ưng ừ đồng trần đây chính là giới thượng lưu các anh trác thù ừm bình thường thôi ưng ừ đồng trần lại hỏi vậy hằng ngày giới thượng lưu thích làm gì trác thù nhướng mày nhìn bé cưng em lại đổi cách dò la thông tin tôi ư chuyện này, hàng ngày tôi chỉ muốn được gặp em, em còn hỏi tôi thích gì. Ưng đồng trần câm nín một hồi rồi nói, tôi cũng thích gặp anh, vậy nghĩa là tôi đã đặt bước vào ngưỡng cửa thượng lưu. Cha thủ nhếch môi quàng tay qua cổ ưng đồng trần, vuốt ve tóc bé cưng, hướng hờ buông một câu, mặc dù tôi thừa tiền, nhưng lần nào cũng đến khách sạn quả là phung phí. Phải đấy, ưng đồng trần cực kỳ tán thành, nghịch điện thoại di động tiếp. Cha thủ gật đầu hỏi, hôm trước em và Mễ Xu gặp nhau thế nào? rất ổn, những thứ cần biết đều biết hết rồi. Đang nghịch điện thoại, ưng đồng trần bỗng nhiên cảm thấy sai sai. Anh và khách hàng chăm chỉ cày cấy cả đêm, vừa cày xong lại phải nghiêm túc bàn bạc công việc ngay sau đó. Không ngờ anh là chủ tịch ca, về kép, thế nào, tuy giọng điệu chắc thù là câu hỏi nhưng ánh mắt hắn đắc ý như thể sắp được nghe những lời có cánh từ người tình. Bây giờ hắn nên biểu cảm như nào để thể hiện mình là người từng trải, chẳng thèm bận tâm thiên hạ khen chê nghỉ. Không thế nào cả, dù sao tôi cũng không đến đó. Khóe môi chắc thù giật như chúng bà. Nửa phút sau, chắc thù nhìn ưng đồng trần bằng ánh mắt không thể tin nổi, rụt bàn tay trên vai bé cưng, em không đến. Trung tâm thương mại lớn nhất tỉnh, thiên đường của hot boy hot girl mạng, tại sao em lại không đến? Ưng ừ đồng trần đáp, tôi không có tiền mua hàng hiệu, cũng chả phải hot gì thì đến làm gì. Em có thể đến gặp tôi mà. Câu này vừa thốt ra, cả hai người đều im tin thít. Trác thù, ưng đồng trần, trác thù gãi đầu gãi tai, quay mặt làng tránh ánh mắt ưng đồng trần, nhìn vào hư không mà lẩm bẩm ý tôi là em có thể đến tập đoàn để, để. Để làm gì thì hắn không bịa được cai cơn nào, thế nhưng ưng đồng trần lại hiểu nhầm ý hắn, đến tập đoàn anh để làm. Tai trác thù đỏ lượng, nghe kích thích ghê, cái cớ này hợp lý quá, thấy chủ để đi xa quá, trác thù hắng giọng mễ su báo rằng vẫn đang tìm nhà. Em đợi một khoảng thời gian nữa, có lẽ trước ngày quốc khánh sẽ tìm được. Ưng ừ, Đồng Trần không hiểu vì sao hắn muốn mua nhà, có lẽ là chuẩn bị cho sự kiện quốc khánh nên cũng không hỏi thêm. Cha thủ thấy bé cưng không lên tiếng, bèn hỏi em thích nhà như nào. Anh hỏi làm gì, hỏi chơi cũng không cho à. Ưng ừ, Đồng Trần buột miệng đáp, vậy thì phải rộng rãi, đắt tiền, được chưa? Dẫu sao thư vĩnh viễn không chiếm được, khiến trái tim xáo động. Sao đây là câu hát trong bài Hoa Hồng Đỏ do Trần Dịch Tấn trình bày? Lời dịch của bạn NN link YouTube và chi tiết hơn ở cuối chương. Biệt thự, cũng được đấy, biệt thự ven biển thì càng tốt. Tứ hợp viện, cũng không tệ lắm, mô phòng theo cố cung là đẹp nhất. Cha thù đạp bé cưng một phát, còn trẻ mà đã mạnh miệng nhỉ. Sao em không mơ đi, trong mơ thì cái gì cũng có. Ưng đồng trần thầm nghĩ, chẳng phải bây giờ tôi đang mơ sao, chính anh đã đưa tôi vào giấc mộng này. Chật, dẫu sao cũng chỉ là lời chót lưỡi đầu môi, chắc thù nói sao thì là vậy. Chắc bậc thầy chế tạo giấc mộng thù, sống phải thật thà, em đừng mơ mộng những thứ phù phiếm. Quan trọng là tôi cũng không dám tặng em nhà như vậy. Ưng đồng trần không nhịn được nữa, dồn sức đạp hắn một phát bay khỏi giường. mười 14 cả hai ngủ một mạch đến tận tối, đói quá bèn xuống nhà hàng tự chọn ở tầng trệt để ăn cơm. Hải sản là món ngon nước tiếng của nhà hàng, ưng đồng trần gấp không ít, thấy đĩa chắc thù chẳng có lấy con nào. Ngạc nhiên hỏi, anh ghét ăn hải sản à? Chác thù, dị ứng. Tội quá, nhìn ưng đồng trần nói, tội quá, nhưng thật ra đang cười trên nỗi đau của mình, trác thù không nhịn được phải đá bé cưng một phát. Tiếc rằng cô đá nhẹ hều làm ưng đồng trần hiểu nhầm. Ở đây đông người, mong chủ tịch trác đứng đắn. Chủ tịch trác, tôi rất đứng đắn đá em. Đang ăn thì giám đốc nhà hàng bước lên sân khấu, hắn giọng thu hút các thực khách, chào quý vị, tôi xin phép được mượn chút thời gian. Chẳng là tôi có tin vui muốn chia sẻ đến tất cả quý khách ngồi đây tối nay là ngày hội viên của nhà hàng nhân dịp này chúng tôi sẽ chọn ra một hội viên được miễn phí cả tiền ăn và tiền phòng lập tức có vài thực khách vỗ tay hưởng ứng chắc thù dường dưng đối lập hoàn toàn với các khách hàng hào hứng khác ngó thấy ưng đồng trần vẫn bình tĩnh ăn ánh mắt hắn nhìn bé cương càng thêm tán thưởng không những thế chúng tôi còn tặng thêm một hộp cua cà ra giám đốc nói tiếp tuy nhiên có một thử thách nho nhỏ vì đây là hoạt động tình nhân nên ai muốn tham gia hãy rủ người ấy chụp ảnh lứa đôi. Cặp nào có tấm ảnh đẹp nhất sẽ nhận được toàn bộ giải thưởng. Giám đốc vừa dứt lời đã có vài đôi tình nhân đứng dậy. Cha thù khẽ bật cười, đây chỉ là mánh khóe tuyên truyền, thậm chí chính hắn cũng từng dùng cách này. Hắn cúi đầu ăn tiếp, ấy nhưng lại bị ai đó túm tay, ngước mắt nhìn thì thấy ưng đồng trần đứng bên cạnh từ lúc nào. Hắn hỏi, sao vậy? Cua cà ra ưng đồng trần nắm cổ tay hắn, được tặng miễn phí nữa. Trác thù nghẹn hỏng chân chối, em nghĩ tôi sẽ chơi trò con bò này. Anh không chơi thì tôi chơi, đừng có lằng nhằng, mau lên. Ưng đồng trần lại kéo hắn. Trác thủ kiên quyết rút tay về, tôi không chơi, tôi thèm mấy con cua đó à? Nếu em thích ăn thì tôi mua cho. Vậy tôi tìm người khác ghép cặp, ưng đồng trần quay lưng, đứng tại chỗ lia mắt nhìn khắp nơi. Thấy một quý cô trẻ tuổi độc thân nóng lòng muốn chơi, có vẻ cũng đang tìm người ghép đôi, anh chẳng ngần ngại rào bước đến. Chác thù, đứng lại, ưng đồng trần ngó lơ, đi thẳng đến chỗ quý cô đó. Chắc hẳn đối phương cũng đoán được ý anh nên đoan trang ngồi đợi anh đến. Xin chào, tôi có thể. Ưng đồng trần chưa nói xong đã bị chác thù kéo phát về, va vào bờ vai rắn chắc. Chác thù xa sầm mặt, chẳng nói chẳng rằng kéo anh đến giữa sân khấu. Bỗng dưng tiếng hò hét chói tai nổi lên khắp bốn phía cha thù cúi đầu dặn dò nhân viên mấy câu lát sau nhân viên tất cả chạy tới đưa hai chiếc kính dâm cho hắn cha thù đeo kính rồi đưa cái còn lại cho ương đồng trần nhắc nhở đeo đi chẳng lẽ em muốn mất mặt à lỡ bị ai thấy thì sao ưng đồng trần nhìn xung quanh phát hiện khá nhiều người giơ điện thoại quay chụp bèn nhanh tay đeo kính dù rằng không gặp phụ huynh nào nhưng nhiều một chuyện chẳng thả bớt một chuyện cuối cùng có cả thầy chín cặp tình nhân tham gia thử thách Tất nhiên cặp đồng tính duy nhất nhận được nhiều sự quan tâm nhất, khách hàng trầm trồ khen ngợi không ngớt lời. Giám đốc tiến lên phỏng vấn từng đôi một, để đôi nam nam lại sau cùng. Sau khi hỏi tên tuổi và quá trình yêu đương của các cặp nam nữ, rốt cuộc cặp đôi được mong chờ nhất cũng trình làng. Chào hai vị, xin hỏi hai anh tên gì? Giám đốc cười tít mắt. Sau khi đeo kính dâm, chắc thù tự tin mình người đàn ông đẹp trai nhất, trả lời đây là bí mật. Ưng đồng trần học theo hắn, bắt chước ít secret. Giám đốc, giám đốc lại hỏi, hai anh có thể bật mí mối quan hệ của mình cho mọi người nghe được không? Cha thủ quay sang nhìn ưng đồng trần, muốn để người đàn ông không từ thủ đoạn vì mấy con cua xử lý vấn đề này. We were together by the same dream chúng tôi đến với nhau bởi chung ước mơ. Ưng ừ đồng trần bắn một chàng bằng tiếng Anh, kể rằng mình và người bên cạnh chẳng hề quen biết, chỉ vì cua cà ra nên mới chụp chung. Sau đó anh lại dành 5 phút để ca ngợi cua cà ra ngon cỡ nào. Các thực khách nghe xong mà ngơ ngác, song vẫn có người gieo hò ầm ĩ vì chất giọng êm tai và khả năng phát âm chuẩn của Ưng Đồng Trần. Giám đốc lau giọt mồ hôi vô hình trên trán, hỏi Trác Thù, "Xin hỏi, anh ấy nhất định phải nói tiếng Anh à?" Bé Cương quả thật thông minh, nhanh trí nghĩ ra cách che giấu thân phận bằng ngoại ngữ. Trác Thù vừa nghĩ bụng vừa nói giúp, "Ừm, um, em ấy là Hoa Kiều, từ bé đã định cư ở nước ngoài." Mọi người đồng loạt ngộ ra, giám đốc nói, "Hóa ra là thế." Vậy thì hỏi anh đi, anh và vị đây có quan hệ như nào? Không nhận ra sao? Trác Thù chém gió, tôi là phiên dịch viên của em ấy. Vậy anh ấy vừa nói gì? Không biết, Trác Thù bình tĩnh đáp, em ấy nói nhanh quá, tôi không nghe kịp. Giám đốc, nãy giờ đã lãng phí quá nhiều thời gian, giám đốc nào dám để khách hàng đợi nữa, đành bắt đầu chương trình. Giám đốc vừa quay lưng thông báo quy tắc, ưng đồng Trần đứng đằng sau lập tức giơ ngón cái với Trác Thù. Trác Thù nhếch môi khẽ cười. Cuộc thi chính thức bắt đầu, mỗi cặp sẽ tạo dáng mà các bạn cảm thấy thân mật ngọt ngào nhất. Cặp nào được bình chọn nhiều nhất sẽ giành chiến thắng. Ưng Đồng Trần và Trác Thù là cặp cuối cùng, đứng xem những cặp khác chụp trước. Kết quả cặp đầu tiên đè nhau ra hôn, Ưng Đồng Trần. Anh không ngờ mở màn lại bốc lửa như thế, mắt Trác Thù sáng lấp lánh, bỗng dưng cảm thấy trò này. Thật tuyệt vời không thốt nên lời, có lẽ do cặp đầu tiên đặt nặng chuyện ăn thua, khơi dậy thú vui hóng hớt của người xem. Cặp tiếp theo quyết tâm tạo dáng kích thích hơn, suýt nữa thành cảnh 18 cộng. Ưng ừ đồng trần, đây là thế giới của người giàu. Những cặp khác nhụt chí, đành từ bỏ chẳng muốn ganh đua. Vậy nên lúc đến lượt họ tạo dáng, mọi người đều dán mắt nhìn chằm chằm. Sau đó, các thực khách thấy chàng trai, hoa kiều, dề ra duỗi tay trái về khoảng không giữa hai người, khung tay thành nửa trái tim rồi quay sang nhìn, phiên dịch viên. Trác thù ngạc nhiên lắm, ngờ ngợ duỗi tay phải hoàn thiện nốt trái tim tiếc là kính dâm qua to che gần hết gương mặt nên chẳng thể thấy được vẻ mặt ưng đồng trần. Tách tách, trong khung hình là hai người đàn ông mặc âu phục đi giày da bóng loáng, chân dài miên man, đeo kính đôi nhìn nhau đắm đuối, mặt họ lạnh tanh, khung tay ghép thành hình trái tim méo mó. Tất cả mọi người, chắc thù, trò này thật oái oăm. Thế nhưng thử thách vẫn chưa kết thúc, giám đốc còn dành thời gian cho các cặp lôi kéo cảm tình khán giả. Có vài đôi chơi bài tâm lý, chia sẻ những mẩu chuyện lý thú khi yêu đương đến lượt họ, giám đốc tự giác đưa microphone cho trác thù. Trác thù, trác thù chỉ bức ảnh để đời, mọi người hãy ngắm trái tim vừa to vừa tròn xoay này. Thật khó để ghép được trái tim đẹp như vậy, mong quý vị ủng hộ. Tiếp theo là màn bỏ phiếu để chọn ra cặp chiến thắng, ưng đồng trần biết họ không có cơ hội, lặng lặng nhích đến cạnh trác thù, thì thầm, vừa nãy anh hứa mua cua cả ra cho tôi, lời hứa còn hiệu lực không? Trác thù nhớ mày, xem biểu hiện của em thế nào? ưng đồng trần giật tay áo trác thù nhẹ nhàng lắc lắc nịnh nọt bằng giọng nũng nịu anh đẹp trai ơi trần đời em chưa thấy ai đẹp như anh đó nha trác thù không nhịn được mà bật cười liếc bé cưng như này có phải ngoan không cứ nằm nặc đòi chơi mấy trò vô bổ cũng vui mà ưng đồng trần nhoèn miệng cười theo có người chịu làm mấy trò ngớ ngẩn cùng mình thì dù nhạt nhẽo đến mấy cũng trở nên thú vị họ coi khán giả như không khí ngang nhiên chim chuột trước mặt bà con nào ngờ trong mắt khán giả hành động ấy chẳng những tình tứ lại đáng yêu biết bao tiếng hoan hô ủng hộ nổ như pháo giang lúc giám đốc sách hộp cua cả ra trao cho ưng đồng trần anh đưa một lúc mới hoàn hồn nhìn sơn hào hải vị trong tay lại ngó coi trác thù anh chầm chậm mở to mắt mừng rỡ ôm chầm lấy trác thù trác thù cứng đờ người sau đó cong môi nở nụ cười đắc ý mấy cặp kia gà quá thắng dễ như bỡn các cặp khác mãi lâu sau ưng đồng trần mới sực tỉnh buông trác thù ra gọi nhân viên sách hộp cua giúp mình sau khi về phòng, ưng đồng Trần mở hộp chia cua, may mà số lượng cua là chẵn nên mỗi người được đúng một nửa, này, phần thưởng là của chung, đây là phần anh. Trác Thù không muốn nhận lắm. À, anh dị ứng hải sản nhỉ. ưng ừ đồng Trần suýt quên mất, thật lòng cảm ơn khi nãy hắn đã nhiệt tình giúp đỡ mình. Dù sao cũng chia rồi, đưa tôi một nửa đi." Trác Thù nói. "Hửm?" ưng đồng Trần thắc mắc nhìn hắn. "Người nhà tôi thích hải sản." "Vậy thì tốt." lông mi ưng đồng Trần cong vút dưới ánh đèn dịu nhẹ càng sao xuyến lòng người. Trác thù nao lòng, chẳng nói chẳng rằng ôm eo mút mắt đôi môi kia, giơ tay cởi cục áo bé cưng, ngầm gợi ý tiền phòng đêm nay được miễn phí, chúng ta không nên phí phạm. Ưm, uhm, không, ưng đồng trần đầy hắn, tôi ăn hải sản, anh hôn tôi sẽ không bị dị ứng chứ. Trác thù ngẩn người lầm bẩm chắc là không nhỉ. Ưng ừ đồng trần chẳng tán đồng chút nào, đang nghĩ thì trác thù lại sấn đến hôn tiếp. Anh đành dựa hẳn người vào bàn, bất giác vịn vai hắn lúc bị bế đặt lên bàn cũng là lúc hứng tình nhất, ánh mắt anh chợt pha phải hộp cua dưới chân. Không được, ưng đồng trần lại đẩy hắn ra, cua sống không để lâu được, về thôi. Nói đi là đi luôn, ưng đồng trần sửa sang lại quần áo, xách hộp cua đi thẳng. Trác thù trợn tròn mắt, phải rồi, hôm nay tôi rất vui. Ưng đồng trần mở cửa, ngoái lại nở nụ cười sán lạn, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Đi thật, ừm, vẫn còn nhiều cơ hội gặp nhau mà. Bây giờ tôi chỉ muốn mang cua về cho ông già, ông ấy thích cua cả ra lắm. Ưng đồng trần hơi áy náy. Vậy về đi, chắc thù còn có thể nói gì được nữa. Tất nhiên là thả bé cưng đi. Đợi ưng đồng trần đi hẳn, hắn mới kiểm tra phòng xem có quên đồ đạc gì không. Kết quả là nhặt được cà vạt của đối phương. Một tay hắn cầm cà vạt, tay kia xách hộp cua xuống lầu. Trên đường tình cờ gặp giám đốc, giám đốc còn rất niềm nở chào hỏi hắn. Chào anh, anh thấy trải nghiệm tối nay tuyệt vời không? Thoát cái mặt trác thù đen như đít nồi, nếu không tại mấy con cua này thì đêm nay còn tuyệt nữa. Khách sạn nhà ông sớm muộn cũng sẽ mất hội viên cao quý như tôi. Trác Thù liên tiếp bỏ đi. Quăng hộp cua vào cốp xe, Trác Thù về nhà, đợi ngày mai cha mẹ trở về sau chuyến du lịch. Trác Tử ngồi xem tivi trong phòng khách, thấy anh trai về cũng chẳng thèm ra đón, khách quý nha, hiếm ghê. Trác Thù ném hộp cua cho Trác Tử, "Của em đấy, cất vào tủ lạnh đi." Qua, wow, anh trai yêu dấu của e Cha tử hí hửng mang vào bếp rồi mon men bám lấy anh trai, phát hiện bên cạnh có một chiếc cà vạt gấp gọn gàng, tò mò hỏi, ủa, cà vạt của ai à? Bạn anh, cha thù liếc xéo cô nhóc, em vứt cà vạt của anh đi đâu rồi? Dù sao anh cũng không xài, em tặng thầy chủ nhiệm rồi. Hừ, thật lãng phí, cà vạt đẹp như vậy nên tặng người thích hợp hơn, dùng vào thời điểm thích hợp hơn, tỉ như bịt mắt người nào đó. Khụ, không ai tặng quà kiểu đó cho người mới quen, tặng thực phẩm chức năng là được rồi em chẳng muốn nói với anh nữa trác tử giận dỗi bỗng nhiên nhớ đến một chuyện ồ em hỏi mẹ rồi cha mẹ đồng ý để ngày mai thầy chủ nhiệm đến nhà mình thăm hỏi có phải em lại quậy phá ở trường nên giáo viên chủ nhiệm mới đến địch mợ chuông cảnh báo giật ầm ầm trong đầu trác thù hắn nhớ tới tin nhắn gửi nhầm vào nhóm chất phụ huynh sau đó thầy chủ nhiệm nhắn tin ngỏ ý muốn đến nhà toang trác tử hỏi sao ạ à? vẻ mặt trác thù rất khó tả có thể từ chối không Mẹ đồng ý rồi, em với thầy cũng hẹn đâu vào đấy hết rồi, sao phải từ chối? Cha thù, anh sợ nhà mình sẽ có biến, trong lúc bối rối, hắn không biết nên đổ vỏ cho cha hay nên tự thú. Chương 15 lúc Ưng Đồng Trần đến, ông chú vẫn chưa ngủ mà đang mải mê xem phim trong phòng khách. Thấy anh về, ông chú mừng rơn, cháu về mà chẳng gọi điện báo trước cho chú. Cháu được tặng hộp cua cả ra nên mang về cho chú, lâu rồi chú chưa ăn món này. Ưng ừ Đồng Trần cất hộp cua vào tủ lạnh. Nhân tiệm kiểm tra đồ ăn trong tủ, sao tủ trống không thế này. À, chú gọi cơm hộp, đỡ phiền phức. Hồi cháu đi học chú vẫn nấu cơm đều đặn mà. Lúc ấy có cháu ăn cùng, bây giờ chỉ còn một mình chú, nấu nướng rách việc lắm. Ưng Đồng Trần đề nghị, vậy chú cháu mình ở chung nhé. Ấy sao được, hai chú cháu tranh nhau cả thế hệ, ở chung thế nào được. Ông chú tùm tỉm cười, cháu cũng đến tuổi lập gia đình, đừng bận tâm ông già như chú. Chú Toàn nói vớ vẩn ưng ừ, đồng trần không khuyên nổi ông chú, đành ra phòng khách. Thấy tivi đang chiếu bộ phim Mỹ, bên cạnh là quyển sổ ghi dở vài từ tiếng Anh địa phương, anh bật cười, về hưu rồi mà chú vẫn chăm chỉ vậy. Quen rồi, ông chú cũng cười theo, thói quen đúng là một thứ đáng sợ. Chây ý sẽ không theo kịp sự tiến bộ của nhân loại, tiếp thu lại sợ mình học phải thứ vô bổ. Ngộ nhỡ lúc cần thì chẳng biết mở miệng nói sao. Ưng ừ, đồng trần im lặng một lúc, cố chuyển chủ đề một cách tự nhiên nhất. À, sách giáo khoa lại đổi mới, chú có muốn đọc thử không? Có, ông chú đeo kính, mặt mày háo hức như trẻ con. Hiện tại đã khuya, ưng đồng trần đành ngủ tạm một đêm ở đây. Bữa trưa hôm sau, ông chú nhắc đến vụ thẻ ngân hàng, dạo này văn phòng đắt khách à. Thẻ được gửi nhiều tiền lắm, mấy bữa nay văn phòng làm ăn khấm khá hơn, cháu được phân công phụ trách sự kiện quốc khánh, nếu thuận lợi sẽ ký kết được khách hàng dài lâu. Đang ăn, ưng đồng trần ngó điện thoại, hai bà đũa ăn hết bát cơm, đứng dậy sách cặp đi, cháu nhận được tin nhắn của học sinh, phụ huynh con bé về rồi. Bây giờ cháu đến thăm nhà họ, buổi tối sẽ về thẳng chung cư. Ừ, chú ý lái xe cẩn thận, ông chú tiện anh đến cửa, kìm lòng không đặng dặn dò đôi câu, thăm hỏi gia đình người ta phải lễ phép, bất kể chuyện gì chăng nữa cũng phải nhún nhường, chớ nảy sinh mâu thuẫn với phụ huynh, cháu nhớ chưa? Dạ, cháu học cách thăm hỏi từ chú mà, ưng đồng trần phì cười lên xe. Ông chú muốn nói lại thôi, ngập ngừng mãi mới bảo, cháu thực sự yêu nghề này à? Nếu không thích thì đừng ép uổng bản thân vì chú. Cháu thấy ổn, ưng đồng trần đáp, ngày ngày giao tiếp với các em học sinh cũng vui, không phải lo nghĩ nhiều. Cháu đi nhé, chú vào nhà ăn tiếp đi. Ông chú nhìn chiếc xe lao mất hút mà buông tiếng thở dài. Dựa theo vị trí mà chắc từ gửi, ưng đồng trần lái xe đến khu biệt thự vùng ngoại ô thành phố. Khu biệt thự này được xây bao quanh hồ, xe cổ thưa thớt anh hạ cửa kính đón làn gió mát rượi, cảm giác cả người khoan khoái dễ chịu. Ưng đồng trần dừng xe trước một tòa biệt thự ba tầng có sân. Anh đứng trước cổng biệt thự, ấn chuông. Một cô nhóc nhòi người trên ban công tầng 2, hí hưởng vẫy tay, thầy đến rồi. Em xuống mở cửa ngay ạ. À? Dứt lời, cô nhóc lăng xăng chạy về phòng. Ưng đồng trần còn đứng ngoài cổng đã nghe thấy chắc tử la toáng lên, cha mẹ ơi mở cửa dùm con. Thầy ưng đến rồi à? Lát sau, dì giúp việc đon đả ra mở cổng, theo sau là cha mẹ chác. Thầy là thầy ưng phải không? Quả là tuổi trẻ tài cao, ngày nào A Tử cũng khen bài giảng của thầy. Tuy cha chác đã đến tuổi trung niên nhưng vẫn nhận ra được phong thái thời trai trẻ thông qua gương mặt và vóc dáng cao lớn. Cha chác thân tiện bắt tay anh, thầy ăn cơm chưa? Cháu ăn rồi, ngày cha chác hiền từ chào hỏi, ưng đồng trần không khỏi có thiện cảm. Nhưng khi trông thấy mẹ chắc tiểu tụy hốc hác đứng kế bên, thiện cảm mới nhen nhóm bỗng dưng âm vô cùng, anh đáp, hôm nay cháu đến thăm gia đình đã quấy dày hai bác nghỉ ngơi rồi không sao vừa khéo chúng tôi cũng định gặp thầy nào nào thầy vào nhà đi trong khi đó trác tử vắt chân lên cổ chạy về phòng cấp tốc dọn dẹp chuồng lợn lúc xuống lầu đã thấy cha mẹ đang uống trà với thầy ưng nó ngoan ngoãn ngồi cạnh mẹ ưng đồng trần nhớ rằng nhà trác tử có bốn người bèn hỏi cả nhà em đây hả à? ơ ờ, không ạ à, trác tử thưa anh trai em đi làm từ sáng sớm không thèm chờ cha mẹ về cơ có lẽ dạo này nói nhiều việc, mẹ chắc buồn ngủ díp mắt, cha chắc thấy vợ gật gù như thế, bột miệng bảo em về phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ chắc ấy nấy nhìn ưng đồng trần, anh tỏ vẻ đừng ngại, sức khỏe là quan trọng nhất nên bác cứ nghỉ ngơi đi. Cháu trao đổi với bác trai là được, ừm, ngại với thầy quá, ưng ừ đồng trần nhìn mẹ chắc lờ đờ phờ phạc lên tầng, lại quay sang nhìn cha chắc khỏe như vâm, anh lặng lặng thở dài. Đầu tiên, anh chủ động thông báo tình hình học tập của Trác Tử dựa trên kết quả thật và thêm thắt vài lời bùi tai. Cha con Trác Tử được khen phòng mũi, sau đó anh mới uyển chuyển vào vấn đề chính. Trác Tử mới bước vào lớp 10, đây là thời kỳ then chốt giúp tâm sinh lý phát triển, rất dễ bị ảnh hưởng bởi gia đình và xã hội. Vậy nên cháu mong hai bác tích cực phối hợp với nhà trường để tạo dựng môi trường gia đình tốt nhất. Tất nhiên rồi, cha chắc gật đầu lia lịa, nhà tôi hiền lắm, từ ngày A tử lớn là nó không bị ăn đòn nữa. Ưng đồng trần, ưng đồng trần nhìn chắc tử bằng ánh mắt khích lệ, ý bảo em hãy mạnh dạn nói thật. cha tử xấu hổ cười trừ, hồi trước em vô tình lấy tài liệu quan trọng của anh trai làm giấy nháp, viết chi chít tên thần tượng ở mặt sau. Cha chắc, chắc chêm thêm câu, ở ờ đúng, tổn thất những sáu con số, anh nó tức quá đập cho một trận. Ưng đồng trần, ưng đồng trần nói tiếp, còn về mặt tình cảm, tuổi trẻ là lúc các em dễ rung động trước bản khác giới hy vọng phụ huynh phải mẫu mực cho con em học theo. Đừng can thiệp thái quá, cũng đừng làm gương xấu. Anh nói câu cuối đầy ngụ ý, tất nhiên rồi. Cha chắc gật đầu lia lịa, thầy nói chí phải, tôi sẽ truyền đạt lại cho anh trai nó. Ưng ừ, đồng trần, anh chắc tử, sao lại nhắc đến anh con bé? Chắc tử than vãn, anh trai em khó ở như bà cô ý, anh ấy đã ế lại còn bắt em ấy cùng, nếu không sẽ đánh em lên bờ xuống ruộng. Đáng lẽ hôm nay phải bắt anh ấy ở nhà nghe thầy giảng. Ưng ừ, Đồng Trần câm nín, cố gắng kéo câu chuyện về chủ đề cũ, anh trai em độc thân không phải vấn đề chính. Mấu chốt là cha mẹ phải hòa thuận, có vậy mới trở thành tấm gương đúng đắn cho chắc tử được. Hòa thuận kiểu gì ạ? À? Chắc tử nhanh nhỏ hỏi, ngay sau đó phải tự bịt miệng vì bị cha chắc lường cảnh cáo. Ưng ừ, Đồng Trần thấy hai cha con nhìn nhau như sóng ngầm, khuyên ngủ, không sao, em có điều gì cứ nói với thầy, thầy sẽ trao đổi với phụ huynh giúp em. Được thầy bảo kê. Trác từ bảo ăn bảo nói, cuộc sống về đêm của cha mẹ em rất không hòa thuận. Ưng ừ đồng trần thầm nghĩ, ngay cả con gái cũng biết cuộc sống về đêm của cha mẹ không hòa thuận, thật đáng buồn làm sao. Mẹ em mê game, thường chơi thâu đêm suốt sáng. Trác từ trò phòng trên tầng, thì thầm, thấy biết tại sao mẹ em bơ phờ thế không? Mẹ em đi du lịch còn mài lo cầy game, solo với mấy đứa tiểu học. Cha em buồn nẫu ruột, chỉ muốn cuốn gói đến khách sạn ở. Ưng ừ đồng trần, khoan đã khách sạn, cha chắc đến khách sạn là để. Cha chắc thấy vợ bị sụp đổ hình tượng, chẳng thèm bao che nữa, tất nhiên là để ngủ, nếu không tôi sẽ bị vợ bắt cú đêm chơi game cùng. Ngoặc kép chấm chấm chấm, vậy bác thường đến khách sạn một mình hay rủ ai khác? Thỉnh thoảng tôi sẽ rủ bạn đánh mặt trượt, vậy thì được, ưng đồng trần thở phào nhẹ nhõm, xem ra gia đình chắc tử vẫn rất êm ấm, chỉ ngặt một nỗi là mẹ chắc mê game thôi. Sau đó ba người trò chuyện rất lâu, cha chắc liên tục mời ưng đồng trần ăn bánh trái cẩn thận tìm hiểu về trường học và tiến độ dạy học của trường đôi khi lại thở dài thầy tận tâm với học trò quá có thầy đồng hành dạy dỗ con bé tôi với mẹ nó bớt lo hơn nhiều ưng ừ đồng trần e rằng cháu cũng là người nghiện internet giống mẹ chắc buổi chiều hai cha con tiện anh đến tận cửa cha chắc vừa tấm tắc khen anh vừa nhìn chắc tử tiếc là anh con đi vắng anh con và thầy ưng xem xem tuổi có nhiều đề tài trò chuyện hơn không đâu ạ à anh ấy mặt dày dám chê thầy ưng già. Con nghe mà tức lộn ruột, chắc từ trợn mắt giận dữ. Ưng đồng trần, thầy nghe thấy đấy. À phải rồi, anh con vào nhóm chất phụ huynh nhỉ. Cha chắc sực nhớ ra, anh trai con bé chào hỏi thầy cô nào chưa. Ưng đồng trần nghiệt mặt, oát, thế nên, chê anh già là anh trai chắc. Mạo danh cha mẹ vào nhóm chat là anh trai chắc. Thuê phòng khách sạn cũng là anh trai chắc. Nhân tố gây biến gia đình, hóa ra là anh trai chắc chương 16 chắc thù tan làm về thẳng nhà cha mẹ. Lúc ăn cơm, hắn lơ đãng hỏi, hôm nay thầy chủ nhiệm thăm hỏi nhà mình thế nào? Thầy có nói chuyện gì lạ không? Không ạ, à, chắc tử nhanh miệng đáp, em chẳng có chuyện gì hết. Chắc thù, em không có nhưng anh có. Cha chắc nở nụ cười hiền hậu, thầy khen A tử chăm ngoan, còn nhắn nhủ gia đình phối hợp với nhà trường để dạy dỗ con cái. Thầy nói gì cũng đúng. Chắc thù lại hỏi, thầy chủ nhiệm trông thế nào? Không già, cha chắc lườm hắn, không hiểu ra làm sao, con cũng thật là. Sao lại nghĩ thầy ưng già? Con biết thầy chủ nhiệm không già, nhưng cũng có tuổi rồi. Cha thù nhớ lại ảnh chụp ông chú Bảnh bao trên WeChat, so với cha chắc nhà mình thì đúng là thầy chủ nhiệm đẹp trai hơn. Anh, anh còn nói xấu thầy là em giận đó. Chắc từ lừa mắt với anh trai. Hừ, cơm nước xong xuôi, chắc thù và cha chắc vào thư phòng bàn bạc thương vụ. Lúc quay ra phòng khách, hai cha con lại thấy quý bà Mộc Tình rủ dê con gái chơi game, lẩm bẩm đếm ba hai sắp thắng rồi quý bà mục tình vừa gào lên đã bị biến thành cái hộp tại con hết sao trong game tuyệt địa cầu sinh pubg mobile phiên bản trung quốc khi nhân vật game chết sẽ bị biến thành hộp tại ai cha thủ chống tay lên lan can nhìn mẹ và em gái dưới phòng khách mục tình lập tức bán đứng con gái đều tại a tử ăn no rừng mỡ rủ mẹ chơi game Chác tử, QAQ con đúng là sinh vật thấp nhất trong chuỗi thức ăn sao chuỗi thức ăn sinh học là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau, loài đứng trước là thức ăn của loài đứng sau. Ví dụ, động vật nguyên sinh gạch nối dấu lớn cá nhỏ gạch nối dấu lớn cá lớn. Cá nhỏ ăn động vật nguyên sinh, cá lớn lại ăn cá nhỏ. Hiểu nôm na, chắc tù bằng cá lớn, mẹ chắc bằng cá nhỏ, chắc tử bằng động vật nguyên sinh, sinh vật thấp nhất trong chuỗi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, chắc tù định lên giường đọc báo mạng, Ai dè nhận được tin nhắn được từ mười mấy phút trước của thầy chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm cha chắc phải không? Phụ huynh chắc tự ừm, thầy có việc gì? Ưng ừ, đồng trần, tôi chưa từng thấy ai mặt dày như này. Hai phút sau, chắc thù mới nhận được tin nhắn trả lời. Giáo viên chủ nhiệm buổi thăm hỏi gia đình hôm nay rất thuận lợi, cảm ơn bác đã hợp tác. Phụ huynh chắc tử thầy khách sáo quá, đây là chuyện nên làm. Giáo viên chủ nhiệm cha chắc thật sáng suốt ngặt nỗi nhà trường yêu cầu bài cảm nhận viết tay về cuộc gặp hôm nay. Ngày mai giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh mỗi người nộp một bài. Cha chắc chịu khó xíu nhé. Phụ huynh chắc tử, giáo viên chủ nhiệm có được không? Hôm nay bác rất ủng hộ thầy cô và nhà trường mà. Phụ huynh chắc tử, được. Giáo viên chủ nhiệm nhớ là viết tay nhé. Hoa sen ngủ ngon. Phụ huynh chắc tử chắc vô tức xì khói đầu. Đáng lẽ hắn không nên tham gia nhóm chat của nợ đó. Khuya hôm đó, trác tử đang cầm cụi làm bài thì cửa phòng bị gõ rầm rầm làm nó giật thót nó hay cửa dòm trác thù cao có đứng ngoài sao thế ạ à? khuya rồi còn chưa ngủ trác thù nhìn trác tử mà ngứa mắt vô cùng hầm hực đưa tờ giấy gấp ngay ngắn cho cô nhóc sáng mai đưa cho thầy chủ nhiệm lão già ấm ớ phiền phức cầm anh chê thầy già già khu đế già cổ hủ lại còn đòi cảm nhận đòi viết tay trác thù hùng hùng hổ hổ đóng sập cửa về phòng sáng thứ hai Ưng Đồng Trần quay về từ lớp 11, ngay sau đó thấy Trác Tử bê chồng bài tập vào văn phòng. Cả lớp còn bốc học hỉ chưa nộp bài tập ạ, à? bạn ấy gọi điện báo với em, sáng nay bạn ấy dìu một cụ qua đường, ai dè bị bà cụ lợi dụng lòng tốt. Bạn ấy phải trổ hết tài năng bê box làm bà cụ hoảng qua thả bạn ấy đi. Sao bê box hay còn gọi là beatbox, một dạng âm thanh chủ yếu liên quan đến nghệ thuật bắt chước máy trống, sử dụng miệng, môi, lưỡi và giọng nói. Khổ thân, ưng đồng trần dặn, lần sau có cuộc thi văn nghệ thì đăng ký dùm em ấy vâng ạ à, trác tử lấy tờ giấy ra thưa thầy anh trai dặn em đưa cái này cho thầy ạ à? ưng ừ, đồng trần nhướng mày không ngờ anh trai chắc răm rắp nghe lời đến thế bèn cười nhận lấy ừm em về lớp đi sắp vào tiết học rồi đợi trác tử đi hẳn anh mới mở ra đọc từng chữ nắn nót sạch đẹp trông thật mãn nhãn cả trang giấy toàn chữ là chữ nội dung bài viết rất đổi chân thành tha thiết ưng ừ, đồng trần mở bài đô gõ câu đầu tiên vào thanh tìm kiếm đúng như anh đoán anh tìm được bài giống y như đúc trên mạng sau đó anh xem chữ ký phụ huynh là chắc phục tên của cha trác có điều giờ anh đã biết đây chỉ là cha trác giòm nếu anh trai trác đã một mực mạo danh anh cũng chẳng ngại giao thêm bài tập gia đình cho vị phụ huynh này sau một ngày lên lớp anh phát đề kiểm tra để học sinh làm trong tiết tự học tối cả lớp kêu trời kêu đất nhưng vẫn phải vùi đầu làm bài ưng đồng trần ngồi trên bục giảng chấm bài bỗng thấy trác tử ngồi bàn đầu tiên đang ngẩn người ngắm kinh anh anh lườm cô nhóc khẽ nhắc nhở làm bài đi thầy ơi dây đeo kính của thầy xịn ghê trác tử cười hì hì thầy đeo lên đẹp lắm ạ à? ưng ừ đồng trần sướng sờ liếc nhìn dây đeo kính từ khi được trác thù tặng anh vẫn chưa đeo lần nào bình thường đều cất ở văn phòng đúng lúc này có bóng đen thình lình xuất hiện ngoài cửa sổ trịnh thực nam thò đầu vẫy tay với anh các em tự giác nghiêm túc làm bài. Anh nắp bút lại, đứng dậy ra ngoài. Trịnh thực nam rào bước tới, định rút hai điếu trong bao thuốc lá, xong lại bị ưng đồng trần càn, cẩn thận thầy tổng phụ trách tuần tra. Trịnh thực nam lanh lẻ cất điếu thuốc vào túi, buông tiếng thở dài đau thương, chú em, cậu nghĩ xem tôi phải làm sao mới tán đổ xanh vu. Không biết, tôi đâu có kinh nghiệm, ưng ừ đồng trần dựa lưng vào lan can, chăm chú quan sát học sinh trong lớp. Trịnh thực nam kể lể, tôi hẹn Trung Thu đi ngắm trăng, cô ấy từ chối tôi hẹn lễ quốc khánh đi chơi, cô ấy lại từ chối. Ưng đồng trần ngạc nhiên hỏi, sao lại từ chối? Cô ấy bảo trung thu có mưa, không ngắm trăng được. Lễ quốc khánh đông người, không muốn chen chúc. Cũng đúng, trời mưa với đông người đi chơi mệt lắm. Nhưng tôi hẹn ngắm trăng ở nhà tôi cơ. Trịnh thực nam nói tiếp, còn lễ quốc khánh thì chơi bi ra ở quán đối diện trường. Ưng đồng trần trịnh trọng vỗ vai trịnh thực nam, gánh thì nặng mà đường thì xa, ông anh cố gắng nhé chẳng mấy chốc đã đến Tết Trung Thu, ngày Tết đoàn viên vào đúng thứ bảy nên cả trường được nghỉ bù từ thứ sáu. Ưng Đồng Trần về trung cư thu dọn hành lý, đợi sáng hôm sau về nhà ông chú. Ăn cơm xong, anh chợt nhớ mình đã không đến phòng tập thể hình những một tuần liền, bèn nhắn tin cho mảnh công rồi lái xe đến. Đường phố ngày lễ chật như nêm cối, quãng đường chỉ cần 15 phút mà hôm nay nửa tiếng vẫn chưa đến nơi. Đường lúc bực bội, điện thoại di động đổ chuông, anh liếc mắt nhìn màn hình, người gọi đến là trác thù alo mai rảnh không trác thù hỏi sao trác thù ngập ngừng hỏi ngắm trăng không không ưng đồng trần phân bua ngày mai có thể sẽ mưa mưa với trả gió trác thù ngẫm nghĩ một lát đáp bốt đôn không mưa ưng ừ đồng trần hoài nghi hắn với trịnh thực nam là anh em ruột vậy cũng không mai tôi phải về nhà trác thù lật xem lịch trình công tác sau sự kiện quốc khánh hắn định bay ra đảo xà hơi vài hôm bèn gợi ý sau lễ quốc khánh có muốn đi đâu chơi không? Không, đông người, ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, Chác thủ sụ mặt, em đừng có làm mình làm mày. Ưng đồng trần phì cười, cảm giác khó chịu vì tắc đường vơi đi không ít. Gương mặt chác thủ chợt hiện ra trong đầu, thậm chí anh còn tưởng tượng được biểu cảm của hắn lúc này, hẳn là sẽ rất giống con husky lên cơn. Nếu hắn có mặt ở đây, anh sẽ kìm lòng không đặng mà nượng cằm, dỗ dành vuốt ve bộ lông của hắn. Em dám cười trác thù gần giọng xin lỗi ưng đồng trần không nhịn được bật cười thành tiếng thấy xe phía trước nhích lên anh cũng lái xe tiến lên theo nào ngờ chiếc xe kia đột ngột dừng lại rầm ưng đồng trần hơi đổ người về phía trước trác thù nghe thấy tiếng động hỏi sao vậy tông vào đuôi xe cúp nhé trác thù đặt điện thoại sang bên tài xế ở ghế điều khiển ngoái đầu lại mặt như đưa đám xe phía trước dừng đột ngột làm em phải phanh gấp nhưng lại bị xe phía sau tông vào đuôi trác thù sợ xếp nhà mình nổi trận lôi đình, tài xế cuống cuồng đi thương lượng. Người lái chiếc xe đằng sau là một chàng trai trẻ tuổi biết điều. Đôi bên đều bình tĩnh nói chuyện, thừa nhận mình có lỗi. Tài xế lập tức quay về báo cáo, sếp ơi, chủ xe kia đồng ý chi trả phí sửa chữa, nhưng phải đợi công ty bảo hiểm xe đến. Hay là sếp lái xe về trước, chỗ này cứ để em lo. Hỏng hóc nặng không, chảy xước thôi à, cha thù cáo kỉnh đi ra kiểm tra ngờ đâu vừa quay người đã thấy ưng đồng trần đang xem xét đuôi xe hắn bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác suýt thì bật ngửa sao em lại ở đây ưng ừ, đồng trần cũng ngạc nhiên xe anh à ừ trác thù nhăn nhó bước đến chỗ ưng đồng trần nạt lúc nãy em từ chối tôi những hai lần từ chối rồi còn cố tình tông trúng xe tôi rốt cuộc em muốn làm gì thu hút sự chú ý của tôi hừ ưng ừ, đồng trần ngước mắt nhìn vẻ mặt nổi khùng của trác thù không nhịn được mà mỉm cười giơ tay gãi gãi cầm hắn Trác thù, tài xế, thôi xong, sao anh chàng này dám táy máy vút râu hùm chứ? Quá trớn, trác thù lườm bé cưng nhưng chân lại tí tẩn nhích đến gần hơn. Tài xế, sếp, có gì đó sai sai. mười 17, họ đậu xe ở lề đường đợi công ty bảo hiểm đến. Trác thù nhìn chiếc xe bị lõm đầu của bé cưng ngán ngẩm rời tầm mắt, bình thường em tự lái xe à? Không thì ai lái, ưng đồng trần rút điếu thuốc đưa cho trác thù, thuần tục châm cho mình một điếu khác, chẳng lẽ lái xe cần những hai người. Em không có trợ lý, Trác thù ngập điếu thuốc, hai tay đút túi. Ưng đồng trần đưa bật lửa nhưng hắn không cầm, chỉ nhìn chằm chằm tàn thuốc lập lẻ ánh đỏ, ghé người dí đầu thuốc vào đó. Ánh đỏ lan sang đầu thuốc lá, ưng đồng trần ngẩn người, ngoảnh mặt làm bộ như chưa hề gì, nhìn dòng xe cộ nườm nượp trên đường, không phải ai cũng có chân sai vặt như anh. Trác thù nhìn ưng đồng trần bằng ánh mắt thương hại, rít một hơi thì bị sặc khói, vịn vai bé cưng mà ho khùng khục. Hình tượng trai hư sụp đổ, ưng đồng trần khom người nhìn hắn, ngạc nhiên thốt lên, anh không biết hút thuốc. Quan trọng lắm à, cha thủ điên tiết vứt điếu thuốc vào thùng rác, không phải ai cũng hút thuốc giỏi như em. Ưng đồng trần nhả khói, cảm ơn lời khen, cũng chẳng phải điều gì đáng tự hào. Biết hút từ khi nào, cha thủ buột miệng hỏi, hồi còn đi học, lý do thì quên lâu rồi. Ưng đồng trần nhìn vào vô định, lúc đó có nhiều chuyện không vui tuổi ăn học có gì phiền lòng. Cha thù nhớ lại những ngày cắp sách đến trường, chuyện phiền lòng duy nhất là có người quấy dày hắn học hành. Em cũng bị quấy dày việc học, ưng đồng trần cục mắt, hàng mi dày khẽ chớp hắt xuống cái bóng mờ mờ, giấu đi hết thảy cảm xúc. Giọng anh nhẹ bẫng, ừm, bị quấy dày. Bên tai vang lên tiếng tách tách, anh quay sang thấy chắc thù sơ điện thoại chụp góc nghiêng của mình. Ưng đồng trần vứt điếu thuốc hút dở, xóa đi. Tại sao, Trác thù lườm ưng đồng trần rồi ngắm nghĩa tấm ảnh, tay nghề chụp ảnh của tôi đỉnh thật. Ưng Đồng Trần có ngu mới tin, sau cuộc gọi vừa nãy, anh đã âm thầm xếp chắc thù ngang hàng với trịnh thực nam. Em không tin thì xem đi, Chác thù cầm chắc điện thoại mới dám chia ra cho Ưng Đồng Trần xem, như thể sợ bé cương giật mất. Ưng Đồng Trần ngắm một hồi, công nhận là rất đẹp. Ánh sáng và góc chụp vô cùng hài hòa, thậm chí mang đến cảm giác hư ảo không chân thực. Chác thù hỏi, tôi gửi cho em nhé. Ừm, chác thù định gửi, bất chợt cả hai cùng nghiệt mặt nhìn điện thoại. Đã lên giường với nhau nhiều lần, thậm chí bắt gặp dáng vẻ chân thật nhất của đối phương. Xong, họ không hề biết uy chát người kia, hai người đồng loạt quay lưng, lướt khoảnh khắc xem mình có đăng bài nhảm nhí không. trác thù có tổng cộng ba tài khoản, một cái để kết bạn với người lạ và những người ít thân thiết, ví dụ như thầy chủ nhiệm của Trác tử. Một cái là tài khoản công việc chuyên dùng để liên lạc với khách VIP. Còn một tài khoản riêng tư để đăng những thứ rất ý hệ chỉ như video mẹ hắn vừa cắt móng chân vừa chơi game, hay là video đàn kiến rời tổ trong sân nhà. Nhưng ưng đồng trần không thuộc hai nhóm đầu tiên, lăn tăn một hồi, hắn bèn dùng tài khoản riêng tư. Ưng đồng trần cũng có hẳn ba tài khoản lâu năm, một cái để xã giao trong trường, một cái để phục vụ cho văn phòng dịch thuật, cái còn lại là tài khoản riêng tư. Hai cái đầu bị loại, anh đành dùng tài khoản riêng tư để kết bạn với trác thù. Cũng may anh rất ít đăng bài nên không cần xóa gì, ung dung kết bạn quét mã QR rồi kết bạn một cách suôn sẻ. Trác thù gửi hình cho ưng đồng trần, ngay sau đó công ty bảo hiểm xe đến. Em định đi đâu? Trác thù hỏi, đến phòng tập thể hình. Vậy đi thôi, Trác thù để tài xế ở lại lo liệu, còn mình kéo bé cưng đến chiếc taxi gần đó tôi cũng định đến, chung đường. Ưng đồng trần lơ ngơ theo hắn đến phòng tập thể hình, thay quần áo xong thì có người gọi anh. Anh ưng ơi, trùng hợp ghê, Trần Minh hâm hâm hở chạy đến, cả người phả ra mùi mồ hôi, anh lại đến tập thể hình ạ. À? Ừm, dạo này em hay tập nhỉ. Vâng, người đại diện dành được suất tham gia chương trình thực tế cho em. Tháng sau bắt đầu quay nên em phải chăm chỉ tập ngay. Trần Minh hâm gồng tay khoe cơ bắp, mạnh mạnh đích thân dạy em, anh thấy hiệu quả không nè. Ưng ừ, đồng Trần thò tay chọt khối cơ bé bé xinh xinh, động viên, ờ, ừ, hiệu quả lắm, em cố gắng tiếp nhé. Cửa phòng thay đồ bị mở ra lần thứ hai trác thù đi tới cửa thì thấy một cảnh tượng cực kỳ gai mắt đang diễn ra gần đó một thằng gầy yếu hom hem đang khoe thân với ưng đồng trần bé cưng lại còn sờ mó nó đáng ghét vô sỉ, ngay sau đó ưng đồng trần sóng vai đi cùng thằng cha kia trác thù ưng đồng trần và chân minh hâm bước lên máy chạy bộ mới chạy được vài giây lại bị người ta tắt máy ưng đồng trần bình tĩnh liếc trác thù chẳng biết hắn đứng cạnh anh từ khi nào anh đưa mắt nhìn máy chạy bộ bên cạnh ở đây còn hai máy khác Trác thù, em dùng máy kia đi, tôi muốn dùng máy này. Ưng đồng trần chẳng thèm đôi co, bật máy chạy tiếp, nhưng lại bị hắn ấn tắt. Tôi nhất định phải dùng máy này. Trần Minh Hâm chạy ở máy cạnh ưng đồng trần, bất bình nhưng thấy trác thù to cao nên chẳng dám ho he, đành lén lút giơ ngón giữa sau lưng hắn. Anh vô lý thế, ưng đồng trần hỏi, chẳng lẽ cái máy này xinh đẹp nhưng thùng đồ vải à? Ừ, trác thù ngẫm nghĩ, bè nói, nếu em nhường máy, tôi sẽ không lấy phí sửa xe nói sớm là nhường ngay. Ưng Đồng Trần lập tức đổi sang cái máy bên cạnh. Cha thủ đứng giữa chân Minh Hâm và Ương Đồng Trần, ngó nghiêng hai bên. Sau rồi hắn nhìn chằm chằm vóc dáng khẳng khiu của Trần Minh Hâm. Khinh bỉ, Trần Minh Hâm hình như mình bị cười nhạo. Chạy được một lúc, Trác Thủ Lơ đãng ven áo khoe cơ bụng sáu múi cực kỳ săn chắc. Trần Minh Hâm nhìn mà nghiến răng nghiến lợi. Chẳng mấy chốc xung quanh có vài chị em xuống lại xem. Trác Thủ đặc y ngó ương Đồng Trần, nào ngờ bé cưng không những không đếm xỉa đến hắn mà còn im lặng tắt máy, đi về phía khu đầy tạ. Cha thủ lẽo đẽo theo sau, sốt sắng nâng hai chiếc tạ đơn, khoe cơ bắp với ưng đồng trần. Lát sau, khu đầy tạ tấp nập người đến hóng hớt, cả trai lẫn gái đều nháo nhào vây xem. Ai mạnh dạn còn dơ hẳn điện thoại chụp ảnh quay phim. Cha thủ đang đắm chìm trong tiếng reo hò, lại thấy ưng đồng trần bỏ đi chỗ khác. Lại coi hắn như không khí. Hay lắm. Trác thù bực mình đuổi theo đến tận phòng tắm, thấy ương đồng Trần Toan đóng cửa, hắn lách người vào, khóa trái cửa. Càng ngày càng to gan, Trác thù sụ mặt, đối diện với ương đồng Trần có ai như em không? Ưng đồng Trần ngao ngán ngước mắt, anh đi nhầm chỗ rồi. Đây không phải nơi để anh khoe mẽ. Khoe, khoe cái gì? Trác thù túm tay ưng đồng Trần, sức chịu đựng của tôi có giới hạn. Nếu em cứ ngạo mạn như vậy, đừng trách tôi tìm người khác. Ha, ưng đồng Trần cười gằn, vậy mời anh ra ngoài. Trác thù bị phũ, giận đùng đùng đi ra, nghe tiếng bước chân xa dần, ưng đồng trần mới xả nước tắm rửa. Nửa tiếng sau, ưng đồng trần tắm xong, đứng sấy tóc trước bồn rửa tay. Ngoài cửa vang lên tiếng hô kinh ngạc của mạnh công, ô kìa anh đẹp trai, anh là bạn đồng trần phải không? Sao đứng đây mà không vào? Ưng đồng trần sừng sốt, ma xui quỷ khiến lại tắt máy sấy, đi ra ngoài, lọt vào mắt là mạnh công và trác thù đứng canh cửa ưng đồng trần kinh ngạc hỏi, anh không đi tìm người khác à? Trác thù cho mày, quý ngài đây có bằng lòng theo tôi không? Ưng đồng trần không trả lời, quay vào phòng tắm. Trác thù, em không nể mặt tôi hả? Mạnh công đần thối mặt, làm sao thế? Không sao, ưng đồng trần quay ra, cất quần áo vừa thay vào túi. Tạm biệt mạnh công, tôi đi đây, hẹn ông ngày kia ăn cơm nhé. Trác thù đang đứng được ra thì bị ưng đồng trần lôi sành sạch đi. Anh đừng im trước cổng tòa nhà, ngoái lại hỏi, đêm nay búp đôn có mưa không? Trác thù thốt lên, chắc chắn không mưa. Chương 18. Tảng sáng hôm sau, đúng 9 giờ chuông báo thức kêu, ưng đồng trần nhau mắt nhổm dậy, thoạt nhìn vẫn còn ngái ngủ. Dù không hiểu tại sao nhưng đêm qua họ phối hợp cực kỳ nhuần nhuyễn. Cả hai đều đã quen thuộc cơ thể người kia, dìu dắt nhau lên từng cung bậc cảm xúc. Không biết nên vui hay buồn, chuông báo thức của em kêu kìa, trác thù bị đánh thức bởi âm thanh réo ẩm ĩ nãy giờ. Ừm, ưng đồng trần xoa vai trác thù chậm chạp ngồi dậy gạt tay ưng đồng trần để tự mình xoa bóp giúp đối phương anh lành nghề quá ưng đồng trần ngạc nhiên liếc hắn nằm sấp xuống giường mát xa cả lưng đi lại được voi đòi tiên hử ưng đồng trần rên gì đầy thỏa mãn tôi đau lưng với eo như vậy là do anh chứ ai nhanh tay lên tôi chỉ có nửa tiếng ở đây thôi nửa tiếng trác thù cưỡi hẳn lên lưng ưng đồng trần tay thì dai ấn khắp lưng bé cưng nửa giờ sẽ tính giá khác, đắt lắm đấy. Ừm, ừm, tôi có quyệt đâu, ưng đồng trần thoải mái khép hờ mắt. Khoảng 9 rưỡi sáng, ưng đồng trần khoan khoái rời giường, cấp tốc đi đánh răng rửa mặt rồi đặt 392 tệ ở đầu giường. Tôi chỉ còn vài đồng lẻ này thôi, ưng đồng trần nói. Trác thù vừa đếm tiền vừa cảm giảm, sao tôi cứ cảm thấy mình giống tay vịn nhỉ. Lại còn bị khách ăn xén tiền công, tôi chẳng bớt đồng nào. Ưng đồng trần nhìn mấy tờ tiền ít ỏi, đưa hết cho anh rồi đồ nghèo mặt dẹp, trác thù cằn nhằn, đếm đủ tiền rồi cất chúng vào ví, đột nhiên hỏi, à, xe em bị mang đi sửa rồi, em định về bằng cách nào? Tôi vừa gọi taxi công nghệ, ưng đồng trần rửa tay, thu dọn đồ đạc, trác thù nằm nghiêng nhìn lưng bé cưng, hỏi một câu không đầu không đuôi, em thích xe không? Sao vậy? Hỏi chơi thôi, trác thù ngáp ngủ, dán mắt vào 392 tệ mỏng dính trong ví, đàn ông con trai ai chẳng thích xe, em thích hãng nào? ưng đồng trần trả lời bừa, chiếc xe hôm qua của anh ngầu lắm. Ừ, trác thù đáp lời, tỏ vẻ mình đã hiểu. Đợi taxi đến, ưng đồng trần sách túi rời đi, lúc bước đến cửa anh khượng lại, ngoái nhìn trác thù, ê, trung thu vui vẻ. Thứ nhất, tôi tên trác thù, không phải ê, tạm biệt. Ưng đồng trần về trung cư, mang theo vài bộ quần áo để thay giặt và quần áo mới cho ông chú, cầm luôn cả hai hộp bánh trung thu mà nhà trường phát. Ông chú đã nấu xong bữa trưa, nghe tiếng mở cửa lách cách lập tức ngó ra. Thấy anh tay sách nách mang vào, ông chú nở nụ cười tươi giói, chú còn tưởng cháu không đến. Đành chịu thôi, ưng đồng trần đặt đồ đạc xuống, có lẽ thèm cơm chú nấu. Trong bữa cơm, chốc chốc ông chú lại nhìn anh, ưng đồng trần rụt vai, chú đừng nhìn cháu như thế, cứ cảm giác chú sắp hỏi điều gì. Ha ha, chú nhớ năm xưa cháu học giỏi nhất nhì nhưng chẳng chịu chơi với ai, cả ngày lầm lầm lì lì. Hệt như cây nấm ru rú trong xó lớp, ưng đồng trần bật cười, bồi hồi ngẫm lại năm tháng thoăn thoát thoi đưa. Câu chuyện mà ngày ấy anh không muốn nhớ đến, nay lại trở thành mẩu chuyện mua vui trên bàn ăn. Đang lúc tán gỗ vui vẻ, ông chú sững người, thừa dịp ưng đồng trần dướn người gấp thức ăn, ông chú vạch cổ áo anh. Đúng như dự đoán, gáy ưng đồng trần có dấu hôn hồng nhạt. Ưng đồng trần tá hỏa, bối rối kéo cổ áo, ông chú cười gian, yêu à. Đây đúng là câu hỏi chi mạng ưng đồng trần dám chắc nếu anh trả lời chỉ là bạn giường thì ông chú sẽ lập tức đá anh ra khỏi nhà, trở mặt ngay lập tức. Không phải ông chú phản đối anh yêu đàn ông, mà là không chấp nhận việc anh có bạn giường. Tư tưởng bậc cha chú vẫn khá bảo thủ, đặc biệt là ông chú. Chú luôn quan niệm rằng yêu một người là dành chọn cuộc đời cho người đó. Anh biết ông chú nói được làm được nên đâu dám khai thật. Ừm, coi như là vậy. Ưng đồng trần ấp úng đáp. Đã ấy ấy rồi còn chối. Ông chú nói đầy ẩn ý, yêu đương là tốt, sao phải giấu giếm. Ưng đồng trần gật đầu lấy lệ, hôm nào cháu dẫn cậu ấy về ra mắt, để chú thẩm định giúp cháu. Ông chú gắp thịt cho anh, cười càng tươi hơn, mắt nhìn người của chú chuẩn lắm đấy, nhất là đàn ông. Ưng đồng trần cười đáp, vâng vâng, chú là đỉnh của chóp. Cơm nước xong, ưng đồng trần thấy nhóm chat nào cũng có tin nhắn và video chúc Tết Trung Thu, bèn gửi tin nhắn chúc lại. Nhóm chat phụ huynh cũng rất nhộn nhịp, vừa mở nhóm chat, anh đã thấy các phụ huynh tâm sự bí kíp giáo dục con cái. Ngay sau đó, anh thấy anh trai chắc gửi tin nhắn ủng hộ quan điểm, bạo lực giải quyết tất cả của một phụ huynh khác. Ưng đồng trần, ưng đồng trần vội vàng chia sẻ bài báo về tâm lý thanh thiếu niên, bấy giờ mấy phụ huynh nọ mới ngừng thảo luận về đề tài giang dở. Anh trai chắc đúng là một nhân vật nguy hiểm, giáo viên chủ nhiệm chào cha chắc, hy vọng bác hòa nhã với con cái hơn. Chắc thù, bị thầy chủ nhiệm kêu, chắc thù sợ đến nỗi im ri cũng không muốn nói chuyện với người ta. Sao kêu, lời nói bóng gió, lời ám chỉ, ám hiệu. Bạn nào đô hay manga, anime thì hay gặp từ này. Phụ huynh chắc tử chào thầy, nhà tôi chuẩn bị ăn cơm, tạm biệt. Anh ơi, đừng nghịch điện thoại nữa, vào thôi. Chắc tử lùi lại, kéo anh trai về phía nhà hàng buffet của khách sạn Bốc Đôn. Vì chắc tử thèm tiệc đứng hải sản nên cả nhà quyết định ăn tiệm. Thấy đông người túm tụm trước cửa nhà hàng, Chắc tử tò mò nguyền cổ nhìn, hóa ra là áp phích quảng cáo. Dạo trước, nhà hàng từng tổ chức sự kiện khuyến mãi dành cho tình nhân, miễn phí thanh toán cho cặp đôi được yêu thích nhất. Trên tầm áp phích cơ man là món ăn, còn có ảnh chụp cặp đôi chiến thắng hôm đó. Chắc tử, ô anh ơi, cha ơi mẹ ơi, cả nhà xem nè. Chắc tử ngoái lại ý ới gọi, người trong ảnh giống anh quá trời. Chắc thù chưa kịp định hình thì cha mẹ chắc đã chạy đến hóng chuyện dòm hai người đàn ông đeo kính dâm trong ảnh. Đúng thật, người trong ảnh giống cục vàng nhà mình ghê. Trác Phục tỉ mỉ quan sát, Một Tình ngạc nhiên hỏi, người bên cạnh là ai? Bạn trai của cục vàng hả? Trác Thù, Trác Thù âm thầm ghim giám đốc nhà hàng vì vụ hôm nay, tỉnh bơ nói ăn chưa nào. Người ta chỉ là na ná giống con, đeo kính nên càng khó phân biệt. Chẳng lẽ cha mẹ nghĩ con sẽ chơi trò này vì phần quà còn con đó? Trác Phục nghe thế bèn gật đầu, cũng phải tuy người ta trông giống con thật, nhưng đẹp trai ăn đứt con. Mộc tình cũng ngùa theo chồng, đúng đó, mẹ biết không phải con mà. Con là do mẹ mang nặng đẻ đau, người con mọc bao nhiêu cọng lông mẹ biết hết. Ai có thể bán xác vì đồ miễn phí chứ con thì tuyệt đối không. Trác thù, ngại quá, con làm cha mẹ thất vọng rồi. Trác tử im lặng nãy giờ bỗng nhiên búng tay tanh tách, em phát hiện ra điểm mù. Phần thưởng là cua cà ra, em nhớ tối hôm đó anh cũng mang về nửa hộp cua cà ra cha phục và mục tình đồng thời nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Trác thù, mục tình, con có quyền giữ im lặng, mỗi câu nói của con đều có thể làm bằng chứng trước tòa. Trác thù giải thích, đó là đối tác làm ăn tặng con. Vậy tại sao chỉ có nửa hộp, Trác tử cho người đàn ông đeo kính còn lại trên ảnh, có phải anh chia cho người ta không? Không phải, Trác thù lúng túng, đối tác cho anh nửa hộp, sự thật luôn luôn chỉ có một, mục tình đưa ra kết luận, làm gì có đối tác nào tặng nửa hộp con đường chối người đeo kính này chính là con suýt nữa là lừa được cha mẹ cha thù không con khá nghi ngờ cha mẹ không nhận ra con ruột bây giờ ăn cơm lát nữa bắt con thành thật khai báo trác phục nói xong đi trước cha tử nấn ná mãi luôn cảm thấy người đeo kính còn lại quen mắt cực kỳ tìm lòng không đặng ngoái nhìn lần nữa nó có sự cảm mình sắp nhận ra người kia bỗng dưng bị trác thù túm cổ vào nhà hàng trác thù tại em lắm mồm mới ra nông nỗi này em có tin anh đập cho vài trận không? Đừng ép anh phải dùng vũ lực, đến lúc đó thầy chủ nhiệm của em cũng không cứu được. chương 19, thành khẩn khai báo sẽ được khoan hồng, chống đối sẽ bị nghiêm trị. Hôm nay nhà mình sẽ tiến hành lấy lời khai, một tình uống mụn trà chanh, chép chép miệng như nhậu bia, kể từ bây giờ, con phải cam đoan từng chữ con nói là sự thật. Cha tử lanh tranh đặt câu hỏi đầu tiên, người đàn ông đi cùng anh là ai? Con nói em cũng không biết, cha thù trả lời vậy người ta là gì của anh? Trác thù lặng thinh, mục tình và trác phục nháy mắt ra hiệu mãi mới dám dò hỏi, bạn trai. Tất nhiên không phải, trác thù lớn tiếng đáp làm khách hàng xung quanh liếc nhìn, ngay sau đó hắn chấn tĩnh lại, chỉ là một người bạn cùng giới khá thân thôi. Vậy tại sao lại chụp ảnh tình nhân với nhau? Trác phục hỏi, ý cha là nếu nhà mình muốn ăn thì thừa tiền mua cua, mà con cũng không ham mấy trò này. Coi như lá lành đùm lá rách, trác thù hùng hồn tuyên bố, tự thuyết phục chính mình, đúng vậy, bạn con nghèo khổ khó khăn. Không mua nổi nhà nên phải thuê căn chung cư bé như lỗ mũi, cửa nhà dán đầy tờ rơi quảng cáo. Xe thì cà tàng, công việc cũng chưa ổn định. Trác tử, vậy tại sao anh ấy có tiền đến đây ăn? Đương nhiên là anh mời. Trác thủ đáp, nhưng chắc em ấy ngại nên rủ anh chơi trò này, tự chung là muốn miễn phí. Đúng là đứa bé ngoan, một tình thở dài, lại uống hơn nửa ly trà chanh, hôm nào rảnh thì dẫn cậu ấy đến nhà mình chơi mẹ xuống bếp làm vài món chiêu đãi. Ba người nhà họ chắc, đừng, Một tình, hu hu. Toàn bộ cua trên bàn bị chắc từ gom về đĩa mình, cô nhóc vừa bóc vỏ vừa lẩm bẩm nhưng em cảm thấy anh ấy quen lắm, tiếc là ảnh chụp bị thu nhỏ nên không nhận ra được. Chờ hôm nào em nhớ ra, cua cũng không bịt được miệng em, chắc thù hơi chột dạ. Con nhóc nhà hắn mục lặn trong giới giải trí bao năm nay, có thể từng thấy nghệ sĩ hết thời ưng đồng trần ở xó xỉnh nào đó. Hắn bèn nói, em đừng nghĩ nhiều, hai người chẳng có dây mơ dễ má gì, chắc chắn không quen. Đúng lúc này, một người đàn ông mập lùn bỗng xuất hiện cạnh bàn họ, cười tâu, ôi chao, quý ngài hội viên lại đến ạ, à, hoan nghênh hoan nghênh. Cha thù mảnh lại thấy ông giám đốc khó ưa nọ, không muốn đếm xỉa đến lão ta. Lần này anh đi cùng gia đình ư, giám đốc cười phơ lớ, quý ngài Hoa Kiều hôm trước không đi cùng hả? Hoa Kiều, cha tử tình ý bắt được trọng tâm, mắt cha thù sáng bừng, xém nữ hắn quên mất điều này nở nụ cười thân thiện với giám đốc, ồ, người bạn lần trước hử. Em ấy về nước rồi. Tiếc quá, tôi định tặng thêm hộp cua cà ra nữa cho hai anh. Giám đốc nhìn khách hàng ra vào nườm nượp, kể từ hôm đấy nhà hàng buôn may bán đắt lắm. Có người còn hỏi hôm nào tổ chức hoạt động khuyến mãi tiếp. Trò chuyện giam đôi câu, giám đốc tiếp tục kiểm tra những khu vực khác. Dưới ánh mắt tò mò của gia đình, chắc thù vênh mặt là vậy đó. Chỉ là một người bạn hoa kiều nghèo rất mà thôi. Chắc tử sao mình cứ cảm thấy đáng ngờ. Màn đêm buông xuống, cha tử có thói quen lướt WeChat trước khi ngủ, thấy nhóm lớp hôm nay náo nhiệt lạ thường. Đã vào học hơn một tháng, các bạn thân thiết hơn những ngày đầu, chém gió không biết chán. Chém từ tình hình quốc tế đến báo lá cải, thậm chí còn thi nhau bình chọn tàu phớ mặn ngon hay tàu phớ ngọt ngon. Cuối cùng, không biết ai nhắc đến tin đồn trong trường làm nhóm chat càng sôi nổi hơn. Đầu tiên là hóng chuyện yêu đương của lớp khác, sau đó có đứa kể thầy trịnh đang tán cô dạy sinh, lại có đứa bảo cô phó lớp A6 và thầy ưng đang hẹn hò, xem chừng cô phó cưa đổ nam thần lớp mình rồi. Nghe đồn cô phó lớp A6 với thầy ưng thân nhau lắm, thường xuyên thấy họ thủ thì tâm sự trong văn phòng. Chẳng lẽ hai thầy cô yêu nhau? Không đâu, tao nghe chị lớp trên kề là năm ngoái có cô văn tỏ tình với thầy ưng nhưng bị từ chối. Cô ấy sốc quá xin nghỉ việc luôn, về nhà thừa kế gia sản đồ sộ. Trời ơi, vừa sinh vừa giàu mà nỡ từ chối, liệu thầy có hối hận không nhờ? mày thấy thầy có tí gì hối hận không? Tao nghi thầy là đường tăng chuyển thế, không màng sắc đẹp. Không biết trước khi mình tốt nghiệp cấp 3, thầy có người yêu chưa nhỉ? Tao muốn xem người yêu thầy phải xinh đẹp cỡ nào. Chắc tử, khỏi cần đoán giả đoán non, ít nhất phải chim xa cá lặn như người ta nè. Sau đó là một loạt tin nhắn, chẳng có miếng liêm sỉ nào. Chắc tử hí hửng nhảy nhót trên giường, bỗng dưng, một vài hình ảnh trong đầu nó chồng lên nhau. Người đeo kính đứng cạnh anh trai nó có góc nghiêng và dáng dấp giống hệt thầy chủ nhiệm. Nhưng theo lời giám đốc nhà hàng thì chắc chắn không phải thầy ưng yêu dấu của nó, chỉ là một anh chàng hoa kiểu có ngoại hình giống thầy. Cơ mà ngẫm lại, anh trai nó và thầy chủ nhiệm đứng cạnh nhau đẹp đôi ghê. Suy nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, lập tức phát triển theo hướng cực kỳ quái lạ. Và thế là couple quái lạ ra đời. Nhưng ngoài nó ra còn ai biết couple này đâu, đành âm thầm tự ship một mình vậy. Sao ship ship couple? là ghép cặp hai người thật hoặc nhân vật ảo thành một đôi. Thiếu nữ nào chẳng có những phiền muộn tuổi thanh xuân. Người ta yêu người không nên yêu, nó lại ship cắp không nên ship. Một bên là máu ngủ ruột già, một bên là ơn nghĩa thầy cô, nó cảm thấy tội lỗi quá. Cơ mà thật kích thích, a hi hi. Thứ bảy là ngày rằm tháng 8, ương đồng trần dậy từ sớm tinh mơ theo ông chú đi chợ. Người mua kẻ bán tấp nập từ đầu chợ đến cuối chợ. Ưng đồng trần sách túi theo sau ông chú để trả tiền. Lúc đến khu hải sản, anh khom người nhìn chầm chầm cua trong chậu. Con cua đành hanh dơ hai càng to khỏe, đang hùng dũng bò ngang thì bị chiếc vợt cá vớt lên. Con cua, không nể mặt ông đây hả? Ưng đồng trần dơ túi lên cao, mỉm cười lễ phép với con cua sắp vào nồi. Hai chú cháu mua biết bao nhiêu thứ. Lúc lách ra khỏi đám đông, ưng đồng trần thở phào một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh vời vợi. Khi cúi đầu lại đối diện trực tiếp với máy quay, ưng đồng trần. Chào anh, chúng tôi là phóng viên của đài truyền hình địa phương. Hôm nay muốn phỏng vấn nhanh vài người dân trong thành phố, xin hỏi anh có rảnh không? Ưng ừ, đồng trần định đáp, không rảnh, nhưng ông chú lại ham hú muốn thử, hấp háy mắt với người cầm microphone, các cháu là phóng viên của chuyên mục góc nhìn thành phố hả? Dạ, ông chú, thế thì cứ hỏi đi. Phóng viên, xin hỏi chú mua thực phẩm gì? Ông chú nhiệt tình mở túi. Đưa lại gần ống kính máy quay, chỉ là rau củ hàng ngày thôi. Có khoai tây này, mô này, đậu cô ve và thêm ít thịt lợn. Chú mua cả cua mà thằng nhóc nhà chú thích nhất nữa. Phóng viên ngó ưng đồng trần đứng bên cạnh, hỏi anh đẹp trai thích ăn cua lắm hả? Ừ, ưng đồng trần gật đầu, tại sao anh thích ăn cua? Phóng viên lại hỏi, gần đây thành phố đang cải tạo, nâng cấp các tuyến đường. Rất nhiều người dân phản ánh rằng giờ cao điểm đi lại bất tiện. Việc sửa sang đường xá có ảnh hưởng đến anh không? Không, ưng đồng trần trả lời, tôi đi bộ đi làm ước chừng chỉ 10 phút đi bộ. Phóng viên, dạo này có người bị trộm xe điện, anh cảm thấy thế nào? Tôi sẽ lắp camera, phóng viên, chẳng mấy chốc, chuyên mục góc nhìn thành phố được phát trên kênh địa phương. Chắc Phục là người rất thích xem thời sự, đặc biệt là các bản tin về thành phố mình ở, năm xưa, nhờ xem thời sự mà ông kịp thời đưa ra những quyết sách làm giàu. Cha Thủ đi ngang qua phòng khách, toàn lên tầng 2 thì nghe thấy giọng nói thân thương. Chắc Phục xem TV chăm chú, bỗng dưng bị con trai phi vèo vèo đến chắn trước mặt, con làm gì thế? Che hết màn hình rồi. Trác thủ dán mắt vào người trong tivi, lúc nãy hắn còn tưởng ưng đồng trần đóng phim hay tham gia chương trình gì, ai rẻ chỉ là người dân đi chợ được phỏng vấn. Quả nhiên là thích ăn cua nhất, em ấy đi bộ đi làm thật vất vả. Không sao, giấy tờ xe mới đã làm xong, em ấy là nghệ sĩ, không thể để mất mặt như vậy được. Đến nỗi thèm ăn cua cũng phải, buổi chiều chắc tử mở tủ lạnh lấy sữa tươi, đột nhiên thống thiết hét lên, cua cả ra bà cố ý mua đâu. Trường 20 ưng đồng trần chẳng thể ngờ video phỏng vấn anh lại nổi như cồn. Không biết cư dân mạng nào đào ra đoạn phỏng vấn, cắt ghép những cảnh chỉ có anh rồi đăng lên Weibo. Sau đó, video được các chị em bán hàng online tích cực chia sẻ, thế là hot boy đi chợ, nổi tiếng khắp các trang mạng. Bình luận top 1, trùng hợp ghê, im cũng thích ăn cua nè, cũng đi làm bằng hai cẳng nè anh dài có muốn về chung một nhà với yêm hơ ưng. Bình luận top 2, yêu em đi em siêu cấp đáng yêu. Em còn có thể chờ anh đi làm nữa. Bình luận top 3, tôi muốn thông tin của hot boy ngay bây giờ. Hot boy đi chợ, chỉ lên hot có vài phút, thoát cái đã bị một loạt thị phi giới giải trí đẩy xuống. Tuy vậy, vẫn có không ít bạn bè biết anh leo lên hàn hot search. Mạnh công là người đầu tiên gọi điện chúc mừng, ông đi chợ cũng có thể lên hot search, hay là ông chuyển nghề làm nghệ sĩ luôn đi. Bye bai, ưng đồng trần quả quyết cúp điện thoại. Ngay sau đó là Trần Minh Hâm, anh ưng ơi, chị đại diện nhà em muốn ký hợp đồng với anh. Đến lúc đó, anh em mình sẽ là song kiệt giới showbiz, đầu đội Oscar, chân đạp Hollywood. Anh thấy sao? Em ảo tưởng à, ưng đồng trần lại cúp điện thoại. Chẳng mấy chốc, trịnh thực nam cũng gọi điện, chú em, anh phát hiện cậu lên hình đẹp lắm. Thầy cô cả trường đang bàn tán về cậu trong nhóm chat đấy, xanh xanh cũng khen cậu đẹp trai, tôi tức chết mất ưng ừ, đồng trần, liên quan gì đến tôi? Muốn dỗ tôi hết giận thì cậu dạy tôi cách tốt tát dung nhan đê. Ưng ừ, đồng trần đề nghị điều dễ thực hiện nhất, đồng thời cũng quan trọng nhất, anh nên tắm hàng ngày, được chứ? Trịnh thực nam, ok ok, để tôi ghi lại vào sổ tay. Phó lữ gửi tin nhắn WeChat cho anh, em quen mấy anh một vóc dáng ngon nghẻ cơ bắp cuồn cuộn. Họ ngỏ ý muốn làm quen, anh chịu không? Ưng ừ, đồng trần từ chối, ưng ừ, đồng trần quyết định tìm một bộ phim không có phụ đề để xem. Lát sau, ông chú gión rén ngồi xuống bên cạnh, đưa giấy bút cho anh, đồng trần, cháu ký tên cho chú đi, biết đâu sau này cháu nổi tiếng. Ưng ừ, đồng trần, sao chú cũng, thì cứ chuẩn bị trước, ông chú cười ha ha, à phải rồi, cháu có biêu kiện được chuyển phát nhanh đến đấy. Biêu kiện gì à, ưng ừ, đồng trần bước ra cửa, mở hộp ra xem, ai gửi hộp cua cả ra to như vậy nhỉ. Nhóm chat lớp 10A2, nhóm tên là hội trai xinh gái đẹp mà Thanh Hoa Bắc Đại cũng không có được thanh hoa bắc đại hai trường đại học hàng đầu bên trung quốc tụi mày xem video phỏng vấn thầy chủ nhiệm chưa tao cười xỉu có chàng đi chợ thích ăn cua tan làm đi bộ trở về nhà tao xem rồi nè thầy ưng nổi dần dần luôn há 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 tao đang chém gió với đám bạn cũ hôm trước tao khoe thầy chủ nhiệm đẹp trai muốn dụng chứng tụi nó còn không tin cơ bây giờ phải này nỉ tao nhà thông tin nè tao muốn bỏ tiền mua lại hot sắt cho thầy thôi đi bà không thấy báo viết thầy từ chối phỏng vấn đó hả? Chắc thầy có bóng ma tâm lý hớ hớ. Tết năm nay tao sẽ tặng thầy cả thùng cua cà ra, không tặng gì khác. Thấy ba chữ cua cà ra, chắc từ lại cáu, hộp cua cà ra nó mua trên mạng bốc hơi mất tiêu. Là ai, ai dám ngang nhiên ăn trộm ở nhà mình, anh trai bị loại đầu tiên, anh nó dị ứng với hải sản. Tiếp theo là gì giúp việc, gì không có gan ăn trộm. Mẹ nó cũng vô can, mẹ nó mải cầy game cả ngày, không rảnh đi chôm cua của nó chỉ còn lại mỗi cha cha tử chạy sồng sộc xuống nhà đụng chúng cha thù đang định lên tầng ở cầu thang nó vội hỏi anh ơi anh biết ai chôm cua của em không cha thù hất mặt về phía nọ cha a à, cha tử lập tức lao đến cha phục cha đền tính mạng con cua cho con cha phục nào nhớ mấy chuyện vụn vặt này đáp bừa rồi ơi sáng nay cha gửi ít cua cá cho mấy ông bạn già chắc là tiện tay gửi luôn cho thầy chủ nhiệm lớp con con đừng dỗi nữa, giận dỗi sinh bệnh cũng không có ai chăm đâu. Cha mua đền là được chứ gì? Cha thù huyết sáo về thư phòng, toàn xử lý văn kiện thì mễ su gọi điện đến. Sếp ơi, em hóng được tin sốt dẻo, có công ty chế biến cua mời ưng đồng trần làm người phát ngôn. Bé cưng nỗ lực lắm, cha thù đứng phát dậy rồi lại bình tĩnh ngồi xuống, ừ, khi nào em ấy quay video quảng cáo. Anh ấy từ chối, cha thù nhíu mày, vì sao? Anh ấy trả lời là không muốn quay quảng cáo bé ấy còn rất ngông trác thù chưa thấy nghệ sĩ hết thời nào lại tự tin thái quá hay thờ ơ thiếu nghị lực như thế tuy làm người phát ngôn cho cô kém sang hơn những nhãn hàng cao cấp nhưng ấy cũng là một cách hay trước tiên phải lên sóng truyền hình nhiều tạo thiện cảm với khán giả mới kiếm được cơ hội tốt không quay thì thôi trác thù thật sự bó tay chịu trói nhưng đó là bé cưng hắn bao nuôi đành nung chiều tiếp chưa biết làm sao được còn chuyện nữa giấy tờ xe làm xong rồi Mễ Xu báo cáo có mấy căn nhà rất ổn, một căn là nhà xây để bán ở trung tâm thành phố, một căn khác là biệt thự vùng ngoại ô, xếp thích nhà nào. Trác thủ băn khoăn nghĩ, nhà ở trung tâm thành phố sẽ dễ gặp mặt và thuận tiện trong sinh hoạt. Nhưng biệt thự ngoại ô bí mật hơn, không gian rộng rãi, có thể ở phòng khách, phòng bếp, ban công, hồ bơi. Khủ, không thể nghĩ tiếp, nghĩ tiếp sẽ chảy máu mũi, sẽ bị chế tấn giang cắt. Tạm thời chọn biệt thự ngoại ô lát nữa gửi ảnh cho tôi xem. Cha thủ nói xong, đảo mắt hỏi tiếp, tôi giấu tên gửi cua cà ra cho em ấy, liệu em ấy có biết là tôi tặng không? Mễ Xu trầm ngâm, nghe giọng sếp vừa hồi hộp vừa kích động, bèn hỏi vặn lại, sếp hy vọng anh ấy biết hay không? Tôi đã giấu tên, đương nhiên không muốn em ấy biết. Nực cười, nếu để em ấy biết hắn tặng cua, vậy có khác gì tỏ tình không? Đó đúng là điều viền vông, hắn rất hiểu bản thân mình, một thương nhân thứ thiệt chỉ bàn lợi ích không màng yêu đương tặng cô chẳng qua là giúp đỡ người nghèo, bé ấy đáng thương quá, đợi Tết đến xuân về hắn lại tặng tiếp. Vậy chắc anh ấy không biết đâu, Mễ Xu đã theo hắn nhiều năm, nghe giọng là đoán được ý cấp trên. Cô biết rõ còn cố tình hỏi, nhưng sếp đã gửi quà cho anh ấy, dù không đáp lễ thì anh ấy cũng nên biết ai tốt bụng tặng cô chứ. Đúng vậy, đây là lý do hắn rất ưng Mễ Xu, nói chuyện với người thông minh đỡ tốn nước bọt. Em biết rồi, em sẽ gọi điện, gửi lời chúc đến anh ấy trác thù chẳng ừ hừ gì cả sau khi cúp điện thoại hắn ngồi xuống ghế cúi đầu nhìn gầm bàn vội đè hai đùi đang rung liên tục về phía ưng đồng trần anh và ông chú đang nhìn chằm chằm hộp cua không rõ người gửi ông chú hỏi ai gửi nhỉ bạn trai cháu à? không đâu ưng ừ đồng trần chẳng buồn giải thích mối quan hệ giữa anh và trác thù chúng cháu không mặn nồng đến thế với lại anh ấy không biết nhà chú chỉ có thư ký anh ấy biết hôm qua cô ấy vừa gửi tài liệu cho cháu Thế là thư ký của cậu ấy gửi, xem thử địa chỉ gửi xem, ưng đồng trần thấy địa chỉ gửi rất quen, ngẫm nghĩ hồi lâu mới nhớ ra đây là địa chỉ nhà chắc tử, bèn nói hình như là học sinh cháu tặng. ưng đồng trần gửi ảnh hộp cua cho chắc tử kèm theo lời cảm ơn. Rốt cuộc chắc tử được thấy hộp cua yêu dấu của mình, trả lời thầy đừng khách sáo, nó cũng không giận dỗi cha nữa. Lát sau, ưng đồng trần nhận được cuộc gọi từ mễ xô, hai người chúc nhau vài câu tốt lành bấy giờ Mễ Xu mới lơ đãng nói, dẫu rằng lễ Tết nhưng tôi vẫn bận lắm. Có quá nhiều đối tác biếu quà, ngay cả những người ít hợp tác cũng tặng tới tấp làm tôi phải đến công ty kiểm kê quà cáp. Ưng Đồng Trần nghi ngờ Mễ Xu ám chỉ điều khác, nếu gạt đi mối quan hệ đặc biệt thì chắc thù coi như là bạn làm ăn, anh nên tặng quà mới phải. Tặng quà là cả một nghệ thuật, hôm nay là Tết Trung Thu, đương nhiên phải tặng bánh Trung Thu, Ưng Đồng Trần cực kỳ vui vẻ với quyết định không hề tốn chất xám của mình. Mễ Xu nhận được món quà chuyển phát nhanh ở công ty, cô lái xe một mạch đến nhà Trác Thù. Trác Tử Toàn đứng dậy ra mở cổng, lại thấy bóng người cao lớn chạy vèo qua nó. Hóa ra là ông anh trai mặt mày lạnh tanh, chân như lăn bánh. Sếp, đây là món quà người ấy dồn hết tâm tư mới chọn được. Mễ Xu đứng trước cổng, dâng quà lên. Hử, chỉ là bánh trung thu thôi. Trác Thù bĩu môi chê bai túi đựng giản dị, nhận lấy quà. Ủa, ai tặng bánh trung thu đó à? cho em xem hãng bánh nào với. Trác tử ngó nhìn túi bánh. Trác thủ liếc xéo cô nhóc, dơ cao túi quả. Hắn thư thả bước về phòng khách với thái độ nghênh ngang, lào bào, em thì biết cái gì. Anh đây còn chưa thấy tên nhãn hiệu này lần nào, chắc chắn là món quà đắt giá được cất công lựa chọn. Thường thôi, trác tử đuổi kịp dòm được hộp bánh, mắt nó sáng như đèn pha ô tô. Nó chạy về phòng lấy hộp bánh trung thu giống y đúc sơ lên trước mặt anh trai, anh thấy chưa, em cũng có, trường em phát cả trường em ai cũng có. Đây là bánh mà siêu thị trường em bán xỉ. Bộp, hai mắt chắc thù vô hồn, tay chân rã rời, đầu bốc khói nghi ngút, túi bánh trung thu rơi xuống đất. Chẳng hiểu sao chắc từ nghe thấy tiếng con tim vỡ vụn. Hết chương like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn cảm ơn bạn đã lắng nghe.